Chương 1386, bản lĩnh chấn động bốn phía. Đúng lúc này, Nam Thiên cự thần cũng đã dùng cách của đi thay người tránh thoát trói buộc của ông chủ quán rượu, đứng ở xa chỉ vào vương vũ nhảy đông động lên gào thét. Thằng ranh nhà ngươi đúng là không biết sống chết, quân chi viện của chúng ta sắp đến bây giờ, ngươi còn dám đứng đây chém gió à? Quân chi viện. Vương vũ nghe thấy vậy cười nhạt trả lời, ngươi đang nói đến liên minh huyết sắc sao? Không sai. Nam Thiên Cự Thần Hiên Ngang lẫm liệt nói, lão đại huyết sắc chiến kỳ đang dẫn người đến đây đó, người biết điều một chút thì mau mau mở cửa thành cho chúng ta ra ngoài. Nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Trong mắt Nam Thiên Cự Thần, toàn chân giáo vẻn vẹn mười mấy con người này đối mặt với quái vật khổng lồ như liên minh huyết sắc còn không phải sẽ tan thành mây khói trong giây phút hay sao, cho nên lúc này không ngần ngại nói ra, hắn ta vẫn chưa nhận ra rằng huyết sắc chiến kỳ đã bán đứng bọn chúng. Ha ha, vương vũ cúi đầu nhìn nam thiên cự thần một cái nói vậy ngươi cho rằng tại sao bây giờ ta lại có mặt ở đây chuyện này nghe thấy lời nói của vương vũ nam thiên cự thần nhất thời nghẹn họng nhìn trân trối sững ra mất ba bốn giây lúc này mới nổi trận lôi đình kêu lên con bà nó quyết sắc chiến kỳ này thật không biết xấu hổ lại dám bán đứng chúng ta những người khác của hội thứ vương nghe thấy vậy cũng rối rít liếc mắt nhìn nhau trên mặt không nhìn được lộ ra biểu cảm phẫn nộ được rồi bây giờ các ngươi cũng nên tuyệt vọng đi vương vũ quay sang nói với vô ngân tử lần nữa giao con dấu ra đây ta sẽ không truy cứu chuyện ngươi đóng giả vợ ta nữa ngươi nói đùa cái gì vậy vô ngân tử dễu cợt cười một tiếng nói ngươi cũng không nhìn xem bây giờ chúng ta có bao nhiêu người nếu muốn lấy lại con dấu thì cũng phải có bản lĩnh đấy nói xong Vô ngân tử chỉ vào vương vũ ra lệnh, trước tiên giải quyết toàn chân giáo sau đó sẽ tính sổ với liên minh huyết sắc. Ai giết được thằng ranh này thì tiền thuê lần này sẽ được nhận một nửa. Lúc này, hội thứ vương thế nhưng đang cầm khoảng 500.000 vàng tiền thuê, chia một nửa vậy coi như là 250.000. Tiền thế nhưng thật sự là thứ tốt, một đám trong mắt chỉ toàn là tiền như hội thứ vương, làm sao có thể chịu nổi hấp dẫn như vậy. Mọi người không nói hai lời, giơ dao găm lên như ông vỡ tổ lao về phía vương vũ thật ra phương pháp làm của vô ngân tử cũng có thể hiểu được bây giờ toàn bộ quán rượu ngoại trừ vương vũ ra thì đều là người của hội thứ vương mọi người đều biết người tập võ mà vẫn luôn tự tin hơn những người khác mặc dù vô ngân tử biết rõ sự lợi hại của vương vũ nhưng cô ta cũng không cho rằng kẻ đang đứng trước mặt tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu so với mình thì có thể mạnh đến mức nào được 15 người bên mình chẳng lẽ lại không có chút phần thắng nào hay sao? Hơn nữa, cho dù Vương Vũ thật sự có thể một đánh 15 thì sao chứ, đừng quên đây là ở trong game, cùng lắm chẳng qua chỉ chết một lần mà thôi, tính mạng đáng giá mấy đồng tiền chứ. So sánh với giá trị của con dấu thì hoàn toàn không đáng nhắc đến. Trong đám người hội thứ vương, người đứng gần vương vũ nhất chính là nam thiên cự thần. Thằng tranh này cậy vóc người hắn ta nhỏ nhắn. Vô ngân tử vừa dứt lời, hắn ta đã vọt đến sau lưng vương vũ dơ dao găm lên định đâm xuống. Hừ. Ngu xuẩn mất khôn. Đối mặt với đám người chơi hội thứ vương bao vây bốn phía, vương vũ hừ lạnh một tiếng, còn chẳng thèm quay đầu lại, chân phải đạp mạnh về phía sau một cước, băng ghế sau lưng vương vũ lập tức bị một cước hất lên, không nghiêng không lệch đập thẳng lên mặt nam thiên cự thần. Rắc rắc. Băng ghế vang lên một tiếng gãy nát. Nam thiên cự thần bị đánh lùi về phía sau. Cùng lúc đó ông chủ quán rượu Thuấn Di xuất hiện bên cạnh Nam Thiên Cự Thần, một tay ông chặt bắp đùi của Nam Thiên Cự Thần kêu lên, kinh doanh ít vốn. Đại gia ngươi xin nương tay cho. Đệt. Mắt thấy đồng đội của mình đã vọt đến bên cạnh Vương Vũ, còn bản thân mình lại bị túng chặt, Nam Thiên Cự Thần tức giận mắng một tiếng luống cuốn tay chân móc vàng ném ra ngoài, trong lúc đó Vương Vũ đã giao đấu với người của Hội Thứ Vương. Đặc điểm nghề nghiệp thích khách này chính là tiềm hành vô cùng bị ổi, tranh thủ thời cơ đâm người ta một dao giết người trong vòng một giây, đứng một chỗ đánh giáp lá cà cũng không đủ lợi thế, cho nên kỹ năng tìm hành là kỹ năng quan trọng nhất có một không hai của thích khách, bởi vì tất cả tấn công của bọn họ đều phải dựa vào tìm hành mới có thể phát huy được. Nhưng mà tìm hành đấu với người chơi khác còn tạm được, không có mấy thứ đạo cụ linh tinh như chân thực chi nhãn, ngoại trường nghề nghiệp tan và người chơi nhân dân tệ ra, phần lớn mọi người đều không chống đỡ nổi một bộ liên kích của thích khách đối mặt với mười mấy thích khách chỉ có thể nhắm mắt chờ chết đây cũng là nguyên nhân vì sao hội thứ vương nổi tiếng hung ác ở nước ngoài dù sao về tính cơ động và tính bí mật mà nói thì thích khách đứng thứ hai không có nghề nghiệp nào dám đứng thứ nhất chuyện đánh không lại thì bỏ chạy này hội thứ vương còn chuyên nghiệp hơn toàn chân giáo rất nhiều mọi người không sợ bị mất trộm còn không sợ bị kẻ trộm nhớ mãi không quên sao có điều hôm nay hội thứ vương lại không được may mắn cho lắm gặp phải đối thủ là vương vũ Vương Vũ là ai chứ? Đây chính là một công cụ hắc hình người có tác dụng thăm dò ra tiềm hành, kỹ năng tiềm hành của thích khách trước mặt Vương Vũ căn bản không có chỗ che thân. Thích khách mà không biết tiềm hành thì còn gọi là thích khách được hay sao? Rất rõ ràng là không phải nữa rồi. Người từng được chứng kiến sức mạnh của Vương Vũ đều biết rằng, nếu muốn đối phó tên biến thái này thì không thể coi hắn như con người được. Nhất định phải dùng thái độ như đối xử với bốt mới được. Nếu là cao thủ chuyên nghiệp có trình độ như ninh tỉnh trí viễn kia, dưới tình huống phân phối nghề nghiệp đầy đủ, mười mấy người cùng xông lên có lẽ vương vũ cũng phải đối phó nghiêm túc. Nhưng lại gặp phải mười mấy thích khách hội thứ vương này, vương vũ hoàn toàn không thèm để vào mắt. Chỉ thấy vương vũ giang hai tay ra, đối mặt với tấn công đến từ bốn phương tám hướng trái hất phải kéo, chỉ đông đánh tay, trong giây phút khi nam thiên cự thần lấy tiền bồi thường kia, tất cả đám người hội thứ vương đều đã bị vương vũ đánh ngã xuống đất đúng chính là bị đánh ngã xuống đất bây giờ vương vũ cũng không biết con dấu ở trên tay ai đương nhiên sẽ không dễ dàng tiễn đám người kia vào chỗ chết được lúc này nam thiên cự thần cũng đã bồi thường tiền xong xuôi ngẩng đầu lên nhìn thấy tất cả đồng bọn của mình đều nằm trên mặt đất hắn ta lập tức choáng váng ngay tại chỗ phải biết rằng bất kể là game hay là thực tế muốn quật ngã tất cả đối thủ còn khó hơn nhiều so với việc giết chết tất cả bọn họ mà trong thời gian ngắn như vậy vương vũ lại quật ngã tất cả mọi người mẹ nó hắn còn là người nữa hay sao nam thiên cự thần hoảng sợ nhìn về phía vô ngân tử cách đó không xa lúc này trên mặt vô ngân tử hiện lên vẻ kinh ngạc hơn cả nam thiên cự thần nam thiên cự thần chẳng qua chỉ là người bình thường mà thôi trong mắt hắn ta vương vũ chỉ quật ngã đối thủ không hơn không kém nhưng trong mắt người tập võ như vô ngân tử hoàn toàn là một cảnh tượng khác hẳn Môn võ công vừa nãy của Vương Vũ được gọi là Trim Y Thập Bát Điệt. Môn võ công này là một trong những phương pháp đánh ngã mà người tập võ bắt buộc phải võ, thuộc lại giáo trình cơ bản của người tập võ, đương nhiên vô ngân tử không thể không nhận ra được. Nghe nói khi luyện môn võ công này đến cảnh giới đạt đến đỉnh cao, sẽ giống như lật ngược chiếc áo bị ướt, đối với cách nói tán hưu tán vượng này vô ngân tử vẫn luôn cười nhạt khinh bỉ, dù sao trong suy nghĩ của vô ngân tử, cho dù người ta có lợi hại hơn nữa thì cũng sẽ không khoa trương đến mức như vậy được nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy vô ngân tử biết rõ cái gì gọi là ít ngồi đáy giếng rồi thảo nào nhà họ vương có mạnh mẽ chiếm đóng một vùng được xưng là tôn quý nhất trong giới võ lâm một người thế hệ sau tuổi còn trẻ của nhà họ vương mà đã có thủ đoạn như thế những người khác còn gì để nói nữa võ lâm chí tôn quả nhiên danh bất hư truyền nam nam khống chế hắn Nhìn thấy môn võ công này của Vương Vũ, Vô Ngân Tử cũng tự hiểu không thể thắng được hắn, vì vậy gửi tin nhắn cho Nam Thiên Cự Thần, sau đó ẩn thân biến mất. Chương 1387, Bao Vây Ngược lại Nam Thiên Cự Thần lại vô cùng chấp hành mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh của Vô Ngân Tử, lật ngược dao găm lại đâm vào sau lưng Vương Vũ một chiêu tạc kích hướng về phía đầu vương vũ thân hình vương vũ hơi nghiêng sang bên cạnh tay phải duỗi về phía sau bắt được cổ tay của nam thiên cự thần ngay sau đó đột ngột kéo mạnh nam thiên cự thần ôi chao một tiếng đã bị ném bay ra ngoài cùng lúc đó không khí sau lưng vương vũ vặn vẹo vô ngân tử xuất hiện đâm một dao xuống đánh ra một chiêu tương tự như tạc kích hướng về phía vương vũ tạc kích song liên kỹ xảo khống chế phối hợp của thích khách ban đầu bảo một người đánh ra một chiêu đánh lạc hướng một người tranh thủ cơ hội lợi dụng thời gian cứng ngắc khi đối thủ né tránh tung ra đòn tấn công thật sự đây chính là cái gọi là hai nắm đấm khó địch lại được bốn tay hảo hán không địch lại được nhiều người vương vũ bên này vừa mới ném nam thiên cự thần bay ra ngoài thân hình còn chưa đứng vững dao găm của vô ngân tử đã đâm xuống âm dao găm trong tay vô ngân tử đâm mạnh lên đầu vương vũ ngập đến tận chui ha ha. Vô ngân tử một chiêu đánh trúng, không nhìn được đắc ý nói, mặc cho võ công của ngươi cao đến mức nào chăng nữa. Còn không phải. Hả? Vô ngân tử còn chưa nói dứt lời, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng lại, đã thấy vương vũ bị cô ta khống chế trong tay tầm một tiếng, biến thành mảnh vụn rơi xuống khắp mặt đất. Không xong rồi, là phân thân. Trong lòng vô ngân tử kinh hãi, thi triển thân pháp cuốn quyết né tránh sang bên cạnh thì đã muộn, vô ngân tử chỉ cảm thấy sau gáy hơi lạnh, ngay sau đó một bàn tay lớn bắt được gáy của vô ngân tử đột ngột đẩy mạnh về phía trước. Ôi chao! Vô ngân tử kêu thảm một tiếng, ngã nhào xuống mặt đất, dưới tác dụng của lực đẩy mạnh, toàn thân vô ngân tử trượt trên mặt đất bị đẩy đến ngoài cửa quán rượu. Rao ao ao ao! Bàn ghế rơi vỡ đầy đất. Không thể không nói, hệ thống vì muốn lừa tiền người chơi thật sự đã dùng đủ loại mánh khóe, bàn ghế trong quán rượu chẳng khác nào được buồn nặng lên đám người chơi đánh trắm thôi cũng sợ bàn ghế sẽ vỡ vùng thế cho nên chơi game lâu như vậy rồi đám người chơi ra ngoài ăn cơm trong thực tế cái bàn cái ghề bộ đồ ăn cũng phải nhẹ nhàng cẩn thận cực kỳ có gia giáo biến thành nâng cao văn hóa ứng xử trong nhân dân toàn quốc trá hình công ty long đằng có thể nói là công đức mênh mông thân pháp của ông chủ quán rượu cũng được coi là nhanh chóng ánh sáng lóe lên đã xuất hiện bên cạnh vô ngân tử trong tay chọc lấy một cái chân ghế chọc vào mông vô ngân tử nói này thích khách đại nhân tôn kính ngươi còn sống không đó xin hãy đền tiền đi tổng cộng là vô ngân tử đã đến mức như vậy rồi mà ông chủ quán rượu vẫn không quên đòi bồi thường cái tên có thế lực này thật sự biểu diễn cùng từ không quan tâm đến tình cảm một cách vô cùng nhuẩn nhuyễn vô ngân tử bị ông chủ quán rượu giữ chặt hoàn toàn không động đậy gì được vương vũ không hoang mang chút nào đi về phía vô ngân tử định bắt sống cô ta lúc này những người chơi của hội thứ vương vừa bị vương vũ đánh ngã kia nhìn thấy vô ngân tử bị vương vũ ném một cái mất hết mặt mũi như vậy cũng vội vàng bò dậy bao vây vương vũ để vô ngân tử tranh thủ thời gian thoát thân đương nhiên rồi đám người này cũng không phải đối thủ của vương vũ không có phương pháp khống chế gì thì chỉ đơn giản lấy tính mạng ra lấp chỗ trống thôi việc làm này đơn giản là chẳng có tác dụng gì loại vòng vậy như vậy đương nhiên chẳng mảy may ảnh hưởng được chút xíu nào tới vương vũ cả. Chẳng qua chỉ trong giây phút giao đấu, vòng vây của đám thích khách đã bị vương vũ thuận tay phá vỡ, vương vũ thậm chí còn không dừng lại một chút nào đi tới trước mặt vô ngân tử. Mắt thấy vô ngân tử sắp bị vương vũ bắt được đến nơi rồi. Nam thiên cự thần nhìn sang vô ngân tử đang bị ông chủ quán rượu dây dưa không ngừng, dường như nghĩ đến chuyện gì hắn ta vươn tay cầm một băng ghế ở bên cạnh đập lên gáy vương vũ. Vương vũ cũng không thèm nhìn sang mà chỉ vung tay lên, băng ghế đã bị vương vũ đánh cho thành mảnh gỗ vụn. A. À, nam thiên cự thần nhìn thấy vương vũ trúng bẫy của mình, kích động nắm chặt hai nắm tay, nhưng vào lúc này ông chủ quán rượu một tay kéo vô ngân tử đã xuất hiện trước mặt nam thiên cự thần xuê tay ra nói, chúng ta làm ăn buôn bán nhỏ, xin hãy nương tay. Tại sao lại thế hả? nam thiên cự thần ngửa đầu nhìn tên thương nhân gian trá trước mặt mình suýt nữa bật khóc luôn mẹ kiếp người ta ném băng ghế đập lên mình tự bản thân mình phải bỏ tiền mình cầm băng ghế ném người ta mình cũng vẫn phải bỏ tiền mẹ nó cái này gọi là chuyện gì chứ hả bắt nạt kẻ yếu đúng không hả nhưng mà đối mặt với sự nghi ngờ của nam thiên cự thần ông chủ lại nói ra một câu khiến tất cả mọi người phải tâm phục khẩu phục hết cách rồi hắn là thành chủ của thành dư huy chúng ta. Mẹ nó. Nam thiên cự thần khóc trọng móc tiền ra. Tuy vẫn khiến nam thiên cự thần phải đền tiền, nhưng hành động này của nam thiên cự thần cũng không phải không có tác dụng gì. Ít nhất thì trong nháy mắt khi ông chủ quán rượu di chuyển cũng đã đưa vô ngân tử ra khỏi phạm vi tấn công của vương vũ. Lúc này, đám người chơi hội thứ vương cuối cùng cũng đã ý thức được bản thân mình lần này thật sự gặp phải kẻ khó chơi rồi, vốn dĩ thực lực của mọi người cũng đã kém xa đối thủ rồi nhưng trong cảnh tượng chơi khó lại còn có ông chủ quán rượu thiên vị này đánh thì chắc chắn không đánh lại được nữa rồi vô ngân tử cũng rất quyết đoán lúc này lập tức ra lệnh gặp phải đối thủ mạnh rồi chuồn mau đám người chơi hội thứ vương nhận được mệnh lệnh lúc này đồng loạt sử dụng thuật tìm hành biến mất ở trước mặt vương vũ sau đó cũng không quay đầu lại chạy ra khỏi cửa quán rượu Định vị sát khí của Vương Vũ mặc dù rất trâu bò, nhưng điều đó cũng phải được xây dựng dựa trên cơ sở mục tiêu của người đó chính là bản thân hắn. Bây giờ người chơi hội thứ vương chỉ lo chạy trốn, ai còn quay đầu lại nữa, lần này Vương Vũ đã mất đi tất cả mục tiêu rồi. Hết cách rồi, cao thủ có mạnh hơn nữa nhưng đứng trước mặt thiết lập của hệ thống cũng phải chấp nhận thua cuộc, dù sao người ta mới thật sự là vị thần sáng tạo ra thế giới này mà. Cuối cùng cũng phải cho người ta chút mặt mũi chứ thấy tất cả đối thủ đều đã chạy trốn sạch sẽ, trong lòng Vương Vũ không nhìn được cũng hơi hối hận, nếu vừa nãy không phải muốn một lưới bắt gọn bắt sống cả đám thì nào có thể giống như bây giờ được, một người cũng không tóm được. Ai, sơ suất quá. Không được để một ai chạy thoát. Ngay khi Vương Vũ đang ngắm ngầm buồn bực, đột nhiên từ bên ngoài quán rượu vang lên một giọng nói quen thuộc. Vương Vũ ra ngoài nhìn, đã thấy trên đường phố ngoài cửa quán rượu, người chơi liên minh huyết sắc chen chút mà đứng. Vô kỵ đội lên đầu một con mắt màu tím bồng bềnh trong không trung. Đạo cụ chân thực chi nhãn chẳng qua cũng chỉ có 700 vàng mà thôi, toàn chân giáo đương nhiên không thiếu chút tiền còn này. Dưới sự soi chiếu của chân thực chi nhãn, người chơi của hội thứ vương không chỗ che thân, hai nhóm chiến sĩ khiên thuẫn xếp thành một hàng bao vây chặt chẽ hai đầu đường, đám người chơi hội thứ vương bị bao vây trên phố. Nhìn thấy vương vũ đột nhiên xuất hiện nhiều người giúp sức như vậy, đám người chơi hội thứ vương vẻ mặt mê mang. Mẹ kiếp, không phải nói toàn chân giáo chỉ có không đến 20 người sao? Tổ sư chỗ này phải đến 200 người chứ ít ỏi gì? Nhưng mà vô ngân tử lại phát hiện huy hiệu công hội trên ngực những người chơi đang bao vây không giống huy hiệu của toàn chân giáo. Vì vậy lạnh mặt nói, các vị rốt cuộc là ai? Xưa nay chúng ta không oán không thù, chẳng lẽ nhất định muốn nhúng tay vào ân oán của toàn chân giáo với hội thứ vương chúng ta hay sao không hổ là công hội nhỏ danh tiếng xấu vang xa lời nói của vô ngân tử nghe qua giống như đang sợ hãi thật ra lại đang đe dọa ý nghĩa rất rõ ràng chính là đang nói những người rảnh rỗi không liên quan đừng có xen vào chuyện của người khác liên minh huyết sắc ở thành dư huy này ngoại trừ toàn chân giáo ra thì chẳng sợ hãi ai hết đương nhiên sẽ không sợ lời đe dọa của vô ngân tử ha ha nghe thấy lời nói của vô ngân tử. Một kỵ sĩ mặc áo giáp đen sách theo trường thương đứng ra nói, chúng ta là liên minh huyết sắc. Chương 1388, Hội Thứ Vương tìm đường sống trong chỗ chết. Liên minh huyết sắc. Nghe thấy lời nói của kỵ sĩ mặc áo giáp đen, Nam Thiên Cử Thần dậm chân kêu to, con bà nó, thằng chó huyết sắc chiến kỳ đâu rồi? bảo thằng chó kia ra đây ngay cho ta nam thiên cự thần vừa dứt lời vẻ mặt của tất cả mọi người đều hơi mất tự nhiên ánh mắt lập lòe không cố định không biết nên nhìn về chỗ nào á à, kỵ sĩ mặc áo giáp đen lúng túng ho khan một tiếng nói ngươi tìm hắn ta làm gì ta tìm thằng chó kia thì có liên quan mẹ gì đến ngươi nam thiên cự thần tiếp tục giận dữ nói kỵ sĩ mặc áo giáp đen lại nói ta chính là thằng chó kia đây ha ha. Câu trả lời của huyết sắc chiến kỳ khiến cho đám người vương vũ không nhìn được bật cười thành tiếng. Mẹ kiếp. Nam thiên cự thần nghe thấy thế lập tức nhảy dựng lên mắng, cái tên không biết xấu hổ nhà ngươi, ngay cả tiền ông đây cũng đưa hết cho ngươi rồi, tên tiểu nhân hèn hạ nhà ngươi thế mà lại dám bán đứng ra. Ta còn làm thế nào được nữa chứ? Huyết sắc chiến kỳ vẻ mặt quan uổng giang tay ra nói, ta đã nói mãi là không làm rồi, không phải ngươi ép buộc ta dẫn các ngươi đi vào chỗ chết đó sao, ta chỉ có thể dẫn các ngươi đi tìm cái chết thôi. Ngươi! Mắt thấy kẻ bán đứng mình đang đứng ngay trước mắt, nam thiên cự thần tức giận nhất thời không biết nói thế nào, đang định mở miệng mắng to. Vô ngân tử vương tay ngăn hắn ta lại. Sau đó vô ngân tử nhìn chầm chầm huyết sắc chiến kỳ, lão đại huyết sắc, nhận tiền của người ta thì phải giúp người ta giải trừ tai họa, ngươi đã nhận được tiền của hội thứ vương chúng ta rồi, vẫn còn muốn đối lập với chúng ta chuyện này không chính đáng đâu thật xin lỗi huyết sắc chiến kỳ buông tay nói ta cũng không hề cầm tiền của ngươi nói xong huyết sắc chiến kỳ nhìn vô kỵ đang lơ lửng giữa không trung ha ha vô kỵ nhìn thấy thế cười tủm tỉm nói lão đại vô ngân việc nhà binh không ngại gian trá mà toàn chân giáo chúng ta và hội thứ vương các ngươi đều tự có thủ đoạn của mình ngày hôm qua ngươi cướp đi pháp trượng của ta hôm nay ta cầm tiền của ngươi, bây giờ chúng ta hòa nhau cũng coi như không thiếu nợ gì nhau, pháp trượng này coi như ngươi mua của ta đi. Nói nhảm. Vô ngân tử giận dữ nói, một thích khách như ta cần pháp trượng trách nát của ngươi làm cái gì chứ hả? Ngươi hỏi ta thì ta hỏi ai bây giờ? Là ngươi không nên cướp mất pháp trượng của ta. Vô kỳ biểu môi sau đó híp mắt nói, nếu không thì ngươi trả pháp trượng lại cho ta vậy. Pháp trượng của vô kỵ chẳng qua chỉ là trang bị ám kim, giá trị trên thị trường cùng lắm thì cũng chỉ mấy chục nghìn vàng mà thôi. 150.000 mua một pháp trượng mà mình chẳng bao giờ dùng đến, vô ngân tử cũng không phải người ngu, đương nhiên không vui rồi. Hư. Nghe nói vô kỵ muốn mua lại pháp trượng, vô ngân tử rút pháp trượng ra ném cho vô kỵ. Vô kỵ tiện tay bắt lấy, cầm được trang bị pháp trượng vào tay. Tiền đâu? thấy vô kỵ nhận được pháp trượng mà vẫn không có ý định bỏ tiền ra vô ngân tử không nhịn được hỏi hả vô kỵ mờ mịt hỏi ta có nói sẽ trả tiền lại cho ngươi sao ngươi ta hành động không biết xấu hổ đó của vô kỵ trực tiếp khiến vô ngân tử tức đến nổ phổi chỉ vào vô kỵ mắng mẹ nó ngươi không biết xấu hổ thật đấy hả ngược lại ta chưa từng nói là ta cần có thể diện bao giờ vô kỵ cười nói vừa nãy ta cũng đã nói với ngươi rồi. Chuyện nhà binh không tránh khỏi gian trá, ai biết được ngươi không nghe lời khuyên bảo của ta, bây giờ ta còn là kẻ địch của ngươi đấy nhé. Ôi chào, như vậy đi, miễn là ngươi giao lại con dấu thành tá hạ ra đây, 150 vàng này, ta sẽ nguyên si trả lại cho ngươi, ngươi thấy sao? Đệt mợ nhà ngươi. Vô ngân tử hung giữ mắng vô kỵ một câu, không nghĩ đến muốn nói nửa câu nào với vô kỵ nữa mà chẳng qua chỉ mặt lạnh hỏi huyết sắc chiến kỳ một câu, lão đại huyết sắc, vũng nước đục này ngươi chắc chắn là muốn lội hay sao? Ha ha! Huyết sắc chiến kỳ cười nhạt nói, liên minh huyết sắc chúng ta và toàn chân giáo vẫn luôn quan hệ thân thiết. Chuyện của toàn chân giáo cũng chính là chuyện của chúng ta. Hay, hay lắm! Vô ngân tử gật đầu nói, lão đại huyết sắc, sau này thời gian còn dài mà, cứ tự giải quyết cho tốt đi. Ngay sau đó, Vô Ngân Tử quay đầu nói với người chơi của hội thứ vương, chúng ta đi thôi. Nói xong, Vô Ngân Tử giơ dao găm lên đâm thẳng vào cổ, biến thành một vệt sáng trắng, những người khác của hội thứ vương cũng rối rít làm theo, vệt sáng trắng bừng lên, dưới ánh mắt kinh hãi của tất cả mọi người, toàn bộ người chơi của hội thứ vương thế mà đều tự sát cả. Đệt. Thấy cảnh tượng như vậy, đám người huyết sắc chiến kỳ cũng chấn động trong lòng. Mấy người toàn chân giáo cũng không nhịn được phải nhíu mày dù sao cũng là công hội nhỏ nổi tiếng ngang ngửa cũng khiến mọi người đau đầu y như toàn chân giáo một khi bực lên thì ngay cả toàn chân giáo cũng phải sợ đến lông tơ dựng ngược lên nhất là huyết sắc chiến kỳ nhìn thấy ánh mắt của vô ngân tử trước khi chết sau lưng chảy ra một tầng mồ hôi lạnh mà từ trước đến nay chưa từng có mọi người mau đi đến khu hồi sinh thấy người chơi của hội thứ vương tự sát vô kỳ ở giữa không trung lập tức ra lệnh cho mấy người toàn chân giáo huyết sắc chiến kỳ nghe vậy nói không cần gấp quá đâu. Ta đã cử người mai phục đầy đủ ở khu hồi sinh của đạo tặc rồi. Mai phục. Vô Kỳ biểu môi nói, đừng quấy rầy nữa đi. Liên Minh huyết sắc các ngươi bao vây khu hồi sinh của đạo tặc bao giờ hả? Chuyện này. Huyết sắc chiến kỳ mặt giả đỏ bừng. Còn không phải sao, tại sao thích khách lại là nghề nghiệp được người ta yêu thích nhất, chính là bởi vì có kỹ năng tìm hành năng lực chạy trốn của nghề nghiệp này đứng đầu trong tất cả nghề nghiệp. Đến không thấy bóng dáng, đi không thấy dấu vết, miễn là sử dụng kỹ thuật chính xác thì một thích khách treo một đội người những nghề nghiệp khác nhau ngang cấp đánh cho một trận cũng không phải việc gì quá khó khăn. Càng đừng nói gì đến chuyện chạy trối chết. Đuổi theo thích khách còn khó hơn nhiều so với việc giết thích khách, đây cũng là nguyên nhân hội thứ vương trầm rộ sôi nổi bước vào nhà người ta ăn cướp như vậy. Mẹ kiếp, không đánh lại được thì ít nhất cũng chạy được không phải sao? Cho dù không chạy được thì cùng lắm là chết một lần thôi, quay về khu hồi sinh lại làm một trang hảo hán, công hội có tiền hơn nữa thì cũng không thể mở chân thực chi nhãn suốt 24 tiếng đồng hồ bao vây khu hồi sinh được. Quả nhiên, Vô Kỵ vừa dứt lời, huyết sắc chiến kỳ đã gửi tin nhắn thông báo người bao vây khu hồi sinh. Kết quả từ khu hồi sinh nhanh chóng gửi đến tin nhắn, không nhìn thấy người của hội thứ vương. Rất rõ ràng Người của hội thứ vương sau khi sống lại, chuyện đầu tiên họ làm chính là sử dụng kỹ năng tìm hành. Hội thứ vương thế nhưng là đối thủ ngang tài ngang sức với toàn chân giáo, nếu công khai đột phá vòng vây, người chơi bình thường của liên minh huyết sắc chưa chắc có thể ngăn cản được, huống chi lại còn ẩn nấp thân thể lén lén lúc lúc trốn chạy. Nhận được tin nhắn hội thứ vương đã bỏ trốn, tâm trạng của vô kỵ cũng giống hệt như vương vũ vừa nãy, vô cùng ân hận. Tục ngữ đã nói rồi, Nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều, tại sao hắn ta lại quên mất chuyện này chứ, cần gì phải phí lời với đám khốn kiếp kia chứ. Để người của hội thứ vương chạy ngược lại cũng chỉ là chuyện nhỏ, quan trọng là đám người kia đã bị kinh sợ một lần, nếu muốn tìm một đám những tên biết ẩn thân, chỉ sợ rằng sẽ rất khó khăn, chẳng lẽ thành dư huy còn có thể đóng cửa cả đời được hay sao? Quan trọng nhất là hội thứ vương cũng không phải kẻ dễ bắt nạt. Đám khốn kiếp này bây giờ đã ghi thù với huyết sắc chiến kỳ rồi, sau này nhàn rỗi không có việc gì tám phần là sẽ bắt đầu trả thù liên minh huyết sắc có thể nổi tiếng ngang ngửa với toàn chân giáo ngoại trừ phong cách không giống nhau ra tiêu chuẩn làm việc của hội thứ vương vẫn có nhiều điểm tương tự với toàn chân giáo không đánh lại người của toàn chân giáo chẳng lẽ còn không đánh lại người của liên minh huyết sắc nữa hay sao nghĩ đến đây vô kỵ từ giữa không trung hạ xuống đi đến trước mặt huyết sắc chiến kỳ vỗ vỗ bả vai huyết sắc chiến kỳ ý tứ sâu xa nói lão kỳ này Ta cảm thấy tốt nhất ngươi nên bảo đám thuộc hạ của mình trốn đi nấp cho thật kỹ đi. Chương 1389, Liên minh huyết sắc khổ cực. Trong thế giới game online, người chơi về cơ bản đều có ý thức tập thể, vì vậy sẽ xuất hiện công hội. Quy mô của công hội càng lớn, thực lực cứng lại càng mạnh mẽ, công hội lớn có quy mô như Liên minh huyết sắc đặt vào chỗ nào cũng là sự tồn tại hùng cứ một phương nhưng mà đông người cũng chưa chắc đã là ưu điểm dù sao người chơi đều là người bình thường không phải chiến sĩ quân nhân từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp càng đông người đoàn thể sẽ bắt đầu cồng kềnh trình độ của người chơi cao thấp không đều tính kỷ luật cũng giảm xuống rất nhiều nếu đối thủ là đoàn thể nhỏ bình thường hoặc là công hội có kích thước nhất định trong giây phút các công hội lớn có thể dựa vào ưu thế của mình để tiến hành nghiền ép nhưng mà gặp phải loại đoàn đội chuyên nghiệp đã từng trải qua huấn luyện lại lấy việc đánh cướp để sinh tồn như hội thứ vương này rất rõ ràng có một cảm giác giống như sư tử đánh mũi vậy nếu hội thứ vương thật sự muốn ra tay với liên minh huyết sắc e rằng liên minh huyết sắc cũng sẽ vô cùng thốn đương nhiên rồi vấn đề ở đây không phải là các công hội lớn có đánh lại được những đoàn thể nhỏ hay không mà là có đáng để ra tay hay không tục ngữ có câu vua cũng thua thằng liều Hội thứ vương đánh liên minh huyết sắc giết nhiều người thì giá trị pk tăng lên một chút thôi chẳng may còn có một trang bị nào đó rơi ra thì cũng đã lãi to rồi cho dù có bị giết thì tổn thất cũng không lớn mà liên minh huyết sắc là công hội lớn như vậy người chơi về cơ bản đều có công việc của riêng mình để vận hành công hội hơi động tay một chút mọi người phải ngừng công việc của mình lại đó chính là hao tổn khi chiến đấu huống hồ tất cả thành viên của hội thứ vương này đều có nghề nghiệp là thích khách miễn là xuất hiện là có thể giết được người khi không đánh lại thì có thể chạy trốn bất cứ lúc nào loại đối thủ có khả năng cơ động và năng lực chạy trốn cực kỳ cao này tuyệt đối là kiểu mà những công hội lớn như liên minh huyết sắc này không bằng lòng giao đấu nhất đánh thì không đáng không đánh thì rất ghê tởm cái này thật sự rất lúng túng suy nghĩ kỹ một chút đoàn thể nhỏ mà lần trước liên minh huyết sắc trêu chọc phải cũng chính là toàn chân giáo đó thôi huyết sắc chiến kỳ đương nhiên không thể nào không hiểu điều này được nghe thấy lời nói của vô kỵ sắc mặt huyết sắc chiến kỳ vô cùng phức tạp cái gì gọi là tai bay và gió rõ ràng là giống y hệt như huyết sắc chiến kỳ này vốn dĩ đây chỉ là mâu thuẫn giữa hội thứ vương và toàn chân giáo liên minh huyết sắc đứng xa xa mà nhìn ngay cả náo nhiệt cũng không muốn xem kết quả lại bị ép buộc kéo vào vũng nước đục này hơn nữa còn là loại cảm giác bản thân không thể làm theo ý mình được hết cách rồi dưới tình huống này quyết sắc chiến kỳ bất kể có lựa chọn như thế nào chăng nữa cuối cùng cũng sẽ phải đắc tội một trong hai công hội không đắc tội hội thứ vương chẳng lẽ lại đi đắc tội toàn chân giáo hay sao đắc tội hội thứ vương cùng lắm cũng chỉ bị hội thứ vương làm cho ghê tởm một thời gian thôi nếu thật sự ra tay thì cao thủ của liên minh huyết sắc cũng không phải kẻ ăn không ngồi rồi nhưng mà nếu đắc tội toàn chân giáo vậy thì đợi nhặt xác cho mình đi thôi có điều huyết sắc chiến kỳ cũng không phải loại người coi tiền như rác để đi làm bia đỡ đạn cho người khác chuyện này dù sao cũng vì toàn chân giáo mà bắt đầu liên minh huyết sắc cũng vì toàn chân giáo mới đắc tội hội thứ vương người của toàn chân giáo đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn được vậy thì quá coi thường nghĩa khí rồi suy nghĩ một lát huyết sắc chiến kỳ khó xử nói lão đại vô kỵ ngươi xem chuyện này thật sự ầm ĩ lên rồi liên minh huyết sắc chúng ta làm như vậy cũng vì tình cảm của hai nhà chúng ta mà chuyện này ta biết. Vô kỵ thản nhiên nói, yên tâm đi, bây giờ phong tỏa tất cả đường đi, người của hội thứ vương sẽ không dám giết người lung tung. Thật sao? Huyết sắc chiến kỳ nửa tin nửa ngờ nói, ta cũng đã từng nghe nói đến danh tiếng xấu xa của đám người kia, ngay cả ngư thần mà họ cũng dám lừa, còn có chuyện gì không dám làm hay sao? Nhảm nhí. Vương Vũ đứng bên cạnh kinh nghiệm phong phú nói, TK đạt đến giá trị nhất định sẽ bị lính canh đuổi giết, bây giờ cổng thành đang đóng chặt, bọn họ đương nhiên không dám đâm đầu vào chỗ chết. Người mới chơi game ngày đầu tiên đấy à? À. Huyết sắc chiến kỳ không nói gì, vừa nãy quá căng thẳng đến mức ngay cả chuyện này cũng quên mất, bị một người chơi mới như Vương Vũ nói như vậy thật đúng là hơi oan uổng. Quả thật, loại sinh vật như lính canh này quá mức mạnh mẽ, không có ai lại dám có gan không có mắt mà trực tiếp đối đầu với sự đuổi giết của lính canh, cho dù vương vũ biến thái như vậy cũng vẫn phải trốn tránh người chơi của hội thứ vương đương nhiên sẽ không đụng vào hòng súng phải biết nếu mang theo giá trị tk mà chết thì sẽ bị rơi mất toàn bộ trang bị ngộ nhở làm rơi cả con dấu thành chủ ra ngoài thì sao đó không phải là đắc tội toàn chân giáo một cách vô ích hay sao nghĩ đến đây huyết sắc chiến kỳ vui vẻ nói nếu bọn họ đã không dám giết người lung tung liên minh huyết sắc chúng ta vốn dĩ cũng không cần thiết phải né tránh nghe cho kỹ vào bọn họ không dám giết người lung tung không có nghĩa là họ không dám giết người vô kỵ liếc khuyết sắc chiến kỳ một cái trắng mắt sau đó sờ lên cặm nói nếu đổi thành nhóm toàn chân giáo chúng ta chúng ta sẽ làm như thế nào đây bắt giặc phải bắt vua trước bắn người thì phải bắn ngựa trước vương vũ đứng bên cạnh ung dung nói đổi lại là ta nhất định sẽ lôi tên đầu sỏ ra giết đi giết lại một trăm lần cho dù không tìm thấy tên đầu sỏ thì cũng phải tìm thủ lĩnh quan trọng nhất của đối thủ chém hắn ta mấy lần vương vũ không hổ là kẻ hung dữ nhất nói chuyện giết người mà tùy ý giống như ăn cơm đi ngủ vậy không sai vô kỳ gật đầu nhìn huyết sắc chiến kỳ nói lão kỳ này vì toàn chân giáo chúng ta ngươi chịu oan uổng rồi đệt huyết sắc chiến kỳ nghe thấy vậy không nhịn được chảy mồ hôi lạnh hai người vương vũ và vô kỵ đứng kia kẻ sướng người họa khiến cho huyết sắc chiến kỳ vô cùng hoảng sợ. Mẹ kiếp Theo ý tứ của vương vũ, là lão đại của liên minh huyết sắc, huyết sắc chiến kỳ chắc chắn là mục tiêu đứng đầu của hội thứ vương, huống chi người chơi hãm hại hội thứ vương cũng chính là huyết sắc chiến kỳ này, mẹ nó hội thứ vương kia nhằm vào huyết sắc chiến kỳ tuyệt đối là không cần thêm bất kỳ lý do gì nữa. Ngay khi huyết sắc chiến kỳ còn đang hồn bay phách lạc, đột nhiên trong kênh công hội gửi đến một tin nhắn huyết sắc chiến kỳ vội vàng mở tin nhắn lên đọc đã thấy huyết sắc tu la nổi trận lôi đình kêu lên tổ sư ông đây bị giết rồi huyết sắc chiến kỳ thấy thế kinh hãi liên tục hỏi lại tại sao lại thế mẹ nó làm sao ta biết được huyết sắc tu la vẫn tức giận như trước nói ông đây đang tán gái ở phố mua bán đột nhiên một nhóm thích khách chui ra bắt được ta thì lập tức đâm xuống ta còn chẳng kịp rút kiếm ra đã bị bọn chúng đâm chết rồi. Quả nhiên, bị vương vũ nói đúng rồi, người của hội thứ vương đang tìm kiếm người chơi nồng cốt của liên minh huyết sắc để trả thù, huyết sắc chiến kỳ bây giờ đang dẫn theo một đám đàn em, bên cạnh lại có nhóm cao thủ vương vũ, người của hội thứ vương không dám hành động thiếu suy nghĩ cho nên ra tay với huyết sắc tu la. Huyết sắc chiến kỳ cuốn quyết kéo kênh công hội ra gửi thông báo cho cả nhóm, tất cả mọi người cẩn thận một chút, có thích khách xuất hiện tuyệt đối không đi lại một mình. Huyết sắc chiến kỳ vừa mới gửi thông báo xong, tin nhắn của huyết sắc phong ngữ lại xuất hiện trong kênh công hội, bố khỉ, ta cũng bị người ta đâm chết rồi. Ám dạ, không phải ngươi đứng sau lưng ta sao? Là ai đâm ta vậy? Huyết sắc ám dạ, không nhìn rõ, những người kia đâm chết ngươi xong thì lập tức tìm hành rồi. Đệt! Xảy ra chuyện gì vậy? Huyết sắc phong ngữ buồn bực nói, không phải là ai đó đắc tội người của toàn chân giáo đấy chứ chỉ có đám yêu tinh hư hỏng kia mới thích làm những chuyện như vậy thấy chưa đây thật sự là kẻ thù dai nhớ lâu đến nay vẫn còn bị ám ảnh bởi toàn chân giáo huyết sắc chiến kỳ thân là lão đại dẫn theo mười mấy đàn em vội vàng đến giúp đỡ toàn chân giáo đương nhiên không nói với đám đàn em là đi làm nhiệm vụ cho nên chẳng có mấy người trong liên minh huyết sắc hiểu rõ được chuyện này Giờ phút này đã chết mất hai lão đại của công hội, người chơi khác của liên minh huyết sắc cũng có chút đứng ngồi không yên rồi, bắt đầu bàn tán xôn xao. Chương 1390, huyết sắc chiến kỳ làm mồi nhữ. Đối với liên minh huyết sắc mà nói, cái này không thể tính là chuyện nhỏ được, dù sao ở thành dư huy, ngoại trừ toàn chân giáo ra, liên minh huyết sắc về cơ bản không còn đối thủ nào khác, mà vừa vặn cũng chỉ có toàn chân giáo mới từng dùng cách này để đối phó liên minh huyết sắc giờ khác này cũng y như giây phút đó chuyện mà huyết sắc phong ngữ có thể nghĩ đến người khác đương nhiên cũng có thể nghĩ đến được nhất là bây giờ thành dư huy vẫn còn đang phong tỏa thành trì không ra vào chẳng lẽ toàn chân giáo định đóng cửa đánh chó hay sao trong lúc nhất thời người chơi của liên minh huyết sắc nhớ lại nỗi sợ hãi khi bị toàn chân giáo khống chế chẳng qua chỉ mấy phút Liên minh huyết sắc đã có hai lão đại vô duyên vô cớ bị người ta giết chết, nhìn thấy tình hình như vậy, nội bộ liên minh huyết sắc lập tức dâng lên lòng kinh sợ, ai nấy đều cảm thấy không an toàn, cho dù huyết sắc chiến kỳ tự mình xuất hiện bác bỏ tin đồn, mọi người cũng cho rằng huyết sắc chiến kỳ cố tình muốn ổn định lòng quân cho nên cũng không hoàn toàn tin tưởng. Từ trong tiềm thức bọn họ rất sợ tên ngưu nào đó sách gậy khóc tan đánh đến tận cửa. Hội Thứ Vương lần này cũng coi như mượn khả năng đe dọa của toàn chân giáo cáo mượn oai hùng một lần. Thấy đàn em của mình tự dọa bản thân đến mức thành ra sợ hãi như vậy, huyết sắc chiến kỵ khóc không ra nước mắt nói, lão đại vô kỵ, ngươi cũng không thể khoanh tay đứng nhìn mặc kệ được chứ. Bây giờ bọn họ đều nghi ngờ là do toàn chân giáo làm ra rồi, nếu còn tiếp tục như vậy, liên minh huyết sắc chúng ta có thế nào cũng sẽ bị người ta đánh cho giải tán mất thôi. Ồ Vô kỳ phất tay áo nói, vậy cứ để người của ngươi giải tán đi. Giải tán. Huyết sắc chiến kỳ nghe vậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó nói, ta biết rồi, ngươi đang sợ ta làm mục tiêu quá rõ ràng. Nói xong, huyết sắc chiến kỳ ra lệnh cho nhóm chiến sĩ khiên thuẫn giải tán. Mấy người liên minh huyết sắc lập tức giải tán, trên đường phố nhanh chóng chỉ còn lại đám người toàn chân giáo và huyết sắc chiến kỳ. Chúng ta cũng đi thôi thấy mấy người liên minh huyết sắc trời đi, vô kỵ cũng phất phất tay với người của toàn chân giáo. Cái dê. Lão đại vô kỵ, người có ý gì đấy hả? Thấy vô kỵ bảo người của toàn chân giáo cũng rời đi, huyết sắc chiến kỳ lập tức ngay ra, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. Tuy huyết sắc chiến kỳ không giao tiếp quá nhiều với vô kỵ, nhưng qua mấy lần hợp tác cũng hiểu được vô kỵ không phải loại tiểu nhân không nói đạo nghĩa như vậy. Lần này tại sao lại làm thế? thực lực của đám người hội thứ vương kia cũng không yếu nếu người của toàn chân giáo không bảo vệ huyết sắc chiến kỳ huyết sắc chiến kỳ cũng cách cái chết không xa huyết sắc phong ngữ và huyết sắc tu la bị giết nhiều nhất chính là khiến cho từ trên xuống dưới công hội trở nên không yên nếu lão đại như huyết sắc chiến kỳ mà cũng chết nữa e rằng liên minh huyết sắc sẽ có người rời hội mất khả năng trấn áp của toàn chân giáo ở thành dư huy cũng không dễ đùa dẫn như vậy đâu có ý gì ấy à chẳng có ý gì cả Vô kỵ thản nhiên nói, ngươi tự cầu phúc thôi chứ. Chúng ta đi. Vừa nói. Vô kỵ xoay người rời đi. Mấy người toàn chân giáo tuy có chút không hiểu được ý đồ của vô kỵ nhưng cũng rất nghe lời ai đi đường nấy, chỉ có một mình vương vũ kéo vô kỵ lại nói, thật sự không thèm để ý đến lão kỳ nữa hả? Quan tâm đến hắn ta làm cái khỉ gió gì hả? Ân oán của hội thứ vương và liên minh huyết sắc chúng ta quan tâm cái bíp ấy. Vô kỵ cau mày nói, tốt nhất là ngươi cũng cách ra thật xa đi. Nhưng mà... Vương Vũ đang định nói gì đó, đột nhiên nhận được tin nhắn riêng của Vô Kỵ, đi nhanh lên, đừng hỏi vì sao nữa, cách hắn ta càng xa càng tốt. Chơi game với Vô Kỵ lâu như vậy. Vương Vũ cũng biết thằng tranh này đầy mưu ma trước quỷ, làm như thế này nói không chừng lại sắp đưa ra kế hoạch gì đó rồi, vì vậy gật gật đầu giả vờ làm ra bộ dạng bất đắc dĩ, được thôi. Nói xong, thi triển một chiêu tung thâm nhảy lên nóc nhà, càng chạy càng xa. Mấy người toàn chân giáo lần lượt rời đi, thấy trên đường phố chỉ còn lại một mình cô đơn, huyết sắc chiến kỳ buồn bực đến sắp khóc, trong lòng điên cuồng chửi bới 18 đời tổ tông nhà vô kỵ đến 180 lần, đồng thời thầm hận bản thân mình mắc chó đuôi mù, thế mà lại đi tin tưởng đám vô liêm sĩ như toàn chân giáo. Cùng lúc đó, trong ngõ hẻm cách đó không xa, một thích khách đang tìm hành trong hội thứ vương kéo kênh công hội ra tên khốn kiếp huyết sắc chiến kỳ kia còn lại có một mình thôi kìa đi một mình á à? thằng ranh này còn dám đi một mình sao Người không nhìn nhầm đó chứ nam thiên cự thần kinh ngạc nói bây giờ người của hội thứ vương đang ám sát tầng lớp chỉ huy của liên minh huyết sắc huyết sắc chiến kỳ còn dám đi lại một mình hoặc là có bẫy hoặc là thằng ranh này bị tâm thần không nhìn nhầm đâu thích khách kia đáp lời, ta tận mắt nhìn thấy những chiến sĩ khiên thuẫn kia rời đi mà. Bây giờ huyết sắc chiến kỳ đang đứng ở cửa quán rượu kia. Lúc này vô ngân tử nói, người chơi chiến sĩ khiên thuẫn của liên minh huyết sắc không quan trọng, quan trọng là thiết ngưu kia có ở đó hay không. Đám người hội thứ vương này tất cả đều có nghề nghiệp thích khách, mặc dù thích khách không tạo được đe dọa đến loại rùa đen như chiến sĩ khiên thuẫn này, nhưng mà chiến sĩ khiên thuẫn cũng đừng hòng đuổi theo được thích khách, mục tiêu của vô ngân tử là huyết sắc chiến kỳ cho nên cũng không sợ người chơi của liên minh huyết sắc còn ở lại chỉ sợ hãi duy nhất một người chính là vương vũ của toàn chân giáo đám người hội thứ vương thế nhưng đã từng giao đấu trực diện với vương vũ có bước nhận thức nhảy vọt về sức mạnh của vương vũ trong mắt bọn chúng vương vũ còn hơn cả một trăm cao thủ của liên minh huyết sắc cũng đi hết cả rồi thích khách trả lời không phải là đang mai phục ở gần đây đấy chứ Nam Thiên Cự Thần bị lừa đến ám ảnh rồi. Hả? Nam Thiên Cự Thần vừa dứt lời, trước mặt vô ngân tử tối sầm lại, một bóng người quen thuộc lướt qua không trung, vô ngân tử lấy tay che nắng ngẩng đầu nhìn lên, lập tức gửi tin nhắn trong kênh công hội, không có mai phục, ta vừa nhìn thấy thiết ngưu đi về phía Nam Thành rồi. Đúng lúc này. Thích khách vẫn luôn nhìn chầm chầm huyết sắc chiến kỳ cũng đột nhiên kêu lên, muốn đến thì đến nhanh lên đi, huyết sắc chiến kỳ sắp chạy trốn rồi đi theo hắn ta, đừng để hắn ta chạy trốn. Vừa nhận được tin nhắn này, vô ngân tử và đám người nam thiên cự thần lập tức gấp gáp. Kẻ thù gặp mặt, đỏ mặt tía tai, ôi chao, nếu không phải huyết sắc chiến kỳ bán đứng lừa gạt, hội thứ vương bây giờ cùng lắm cũng chỉ trốn tránh ẩn nấp mà thôi, cũng không đến mức vừa mất tiền mưa đền mạng bi thảm như vậy. Mắt thấy đầu sỏ gây chuyện đang đi lại một mình, làm sao có thể bỏ lỡ cơ hội được. Phải biết rằng, quyết sắc chiến kỳ thế nhưng là hội trưởng của công hội lớn có đến mấy chục nghìn đàn em lúc này không xử lý hắn ta sau này sẽ không còn cơ hội nữa đâu về phần bên cạnh hắn ta có mai phục hay không thì thật sự quan trọng đến vậy hay sao rất rõ ràng không quan trọng hội thứ vương cũng là một đoàn thể toàn những cao thủ đỉnh cấp sức mạnh hoàn toàn không yếu hơn mấy người toàn chân giáo hội trưởng vô ngân tử lại còn là người tập võ sức mạnh vượt xa người bình thường lại thêm tất cả mọi người đều là thích khách, nếu không đánh lại thì còn có thể chạy trốn mà, chuyện ám sát đối với một đoàn thể chuyên nghiệp mà nói đương nhiên là vô cùng tự tin. Đám người này kiên kỵ nhất chính là Vương Vũ, bây giờ Vương Vũ đã đi xa, hội thứ Vương sẽ không còn băng khoăn gì nữa, trong lúc nói chuyện, mọi người thi triển tật hành chạy về phía vị trí tọa độ của huyết sắc chiến kỳ. Huyết sắc chiến kỳ bên này cũng nhận được tin nhắn của vô kỵ, lão kỳ, ngươi đừng sợ, chúng ta đang âm thầm bảo vệ ngươi, bây giờ ngươi đi về phía phủ thành chủ đi. Đừng quay đầu. Người của hội thứ vương sắp đến rồi đó. Đéo đỡ được. Huyết sắc chiến kỳ nhìn thấy tin nhắn của vô kỵ, lập tức hiểu được ý đồ của vô kỵ, buồn bực nói, lão đại vô kỵ. Ai lại như ngươi vậy chứ, thế mà lấy ta làm mồi nhữ. Vô kỵ bất đắc dĩ nói, hết cách rồi, toàn chân giáo chúng ta cũng không gợi đòn bằng ngươi mà. Một người duy nhất đáng ăn đòn thì bọn chúng lại không dám đánh. Huyết Sắc Chiến Kỳ gửi đi một biểu cảm im lặng nói, "Làm mồi thì không cần gấp đâu, có thể để lại mấy người cho ta không, để cho ta can đảm hơn một chút." "Không được." Vô Kỵ nói, "Để lại nhiều người sẽ lộ ra ngươi đang chột dạ, đối phương sẽ không mắc bẫy đâu." "Nhưng ít người thì ta sợ mà." Huyết Sắc Chiến Kỳ thốn vô cùng, hình như câu này đã từng nghe ở đâu rồi thì phải. Chương 1391 Bọ ngựa bắt ve Mặc dù huyết sắc chiến kỳ là lão đại của một công hội lớn như Liên minh huyết sắc, nhưng xét về thực lực mà nói, Liên minh huyết sắc cũng không được tính là quá xuất sắc, tuy mạnh hơn nhiều những người chơi cao thủ bình thường, nhưng nếu so sánh với những cao thủ như Toàn chân giáo hoặc Hội Thứ Vương, thì lại kém hơn rất nhiều. Bị Hội Thứ Vương ghi thù, trong lòng huyết sắc chiến kỳ đương nhiên vô cùng sợ hãi, chẳng còn cách nào khác chỉ đành phải dựa theo mệnh lệnh của vô kỵ đi về phía phủ thành chủ cũng may phủ thành chính chỉ cách quán rượu một con đường không bao lâu sau huyết sắc chiến kỳ đã cách cửa phủ thành chủ không xa ngay khi huyết sắc chiến kỳ cho rằng mình đã an toàn rồi đúng lúc này đám người chơi hội thứ vương cũng ẩn thân tật hành đến đuổi đến sau lưng huyết sắc chiến kỳ người chơi hội thứ vương bây giờ vẫn đang che giấu thân thể huyết sắc chiến kỳ vẫn chưa ý thức được có người sau lưng mình nhưng từng hành vi cử động của huyết sắc chiến kỳ đều bị người chơi hội thứ vương nhìn thấy rõ ràng có câu nói kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía tai nam thiên cự thần đã bị huyết sắc chiến kỳ lừa một lần quá thê thảm rồi mất tiền không nói lại còn mất hết thể diện giờ phút này nhìn thấy huyết sắc chiến kỳ xoẹt một tiếng lửa giận không biết từ đâu bốc thẳng lên đến đỉnh đầu không nói hai lời giơ dao găm lên vọt đến sau lưng huyết sắc chiến kỳ Huyết sắc chiến kỳ chỉ cảm thấy sau lưng có một luồng gió lạnh đánh úp lại, ngay sau đó không khí sau lưng vặn vẹo, thân thể nam thiên cự thần xuất hiện trong không khí, thân hình hiện ra, hai tay cầm dao gắm đâm về phía sau lưng huyết sắc chiến kỳ. Nghề nghiệp của huyết sắc chiến kỳ là kỵ sĩ công kền, tốc độ của thân thể cơ bản không theo kịp tốc độ của phản ứng. Khi hắn ta nhận ra sau lưng có người đánh lén, định tránh né thì đương nhiên không còn kịp nữa rồi ngay khi huyết sắc chiến kỳ cho rằng mình lần này chết chắc không thể nghi ngờ đột nhiên không khí giữa nam thiên cự thần và huyết sắc chiến kỳ lại vặn vẹo một thích khách áo đen từ giữa không trung xuất hiện giữa hai người cùng lúc khi thích khách kia xuất hiện tay phải nhấc lên dao găm màu đen trong tay đâm nhiên vươn ra giữa nam thiên cự thần và huyết sắc chiến kỳ nhẹ nhàng gãy lên trên không nhiên không lệch móc trúng dao găm của nam thiên cự thần len keng một âm thanh trong trẻo vang lên dao găm của nam thiên cự thần bị hất sang bên cạnh lúc này huyết sắc chiến kỳ cũng đã nghiêng người sang nhìn thấy thích khách áo đen đứng sau lưng mình thì kích động nói ngư huynh ngươi đã đến rồi thích khách áo đen này chính là bác minh hữu ngư mà vô kỵ phái đến âm thầm bảo vệ huyết sắc chiến kỳ hả nam thiên cự thần cũng không kể dễ bắt nạt thấy giữa đường xuất hiện một trình giáo kim sắc mặt nam thiên cự thần hơi cứng lại tay trái lật lại móc ra một con dao găm quét ngang về phía bắc minh hữu ngư trong game online thuộc tính không có liên quan trực tiếp gì đến vóc dáng của người chơi cho dù ngươi gậy như que củi miễn là thêm điểm vào sức mạnh thì cũng có thể dùng một nắm tay hất văng một pháp sư cao lớn thô kệch cho nên nói công bằng thì thân hình cao lớn ngược lại cũng chẳng phải ưu thế gì dù sao dáng người càng cao lớn mục tiêu lại càng lớn mà vóc người nhỏ nhắn lại không dễ bị người ta đánh trúng. Vì vậy chỉ cần người chơi không phải nghề nghiệp tan dựa vào việc chịu đòn để kiếm sống, thì về cơ bản không ai lại khiến thân hình của mình quá cao lớn làm gì. Mà dáng người của nam thiên cự thần lại chính là ưu thế trời cho. Thằng tranh này có kiển chân lên cũng chỉ khoảng 1 mét 3 Hắn ta vung dao găm lên chạy đến đâm về phía thân dưới của Bắc Minh Hữu Ngư. Mục tiêu tấn công của hắn ta như vậy vẫn luôn khiến người ta rất lúng túng. Dáng người Bắc Minh Hữu Ngư cũng không cao lớn lắm, chiêu này của Nam Thiên Cự Thần hướng thẳng vào eo của Bắc Minh Hữu Ngư, Bắc Minh Hữu Ngư nhảy dựng lên sẽ bị quét trúng mắt cá chân, ngồi xổm xuống lại bị cắt trúng cổ. Có thể nói nhảy lên không được ngồi xuống không xong, lập tức nhảy về phía sau, hai chân sẽ đạp vào lưng huyết sắc chiến kỳ đang đứng phía sau, đột nhiên dùng sức lăn mình một vòng giữa không trung né tránh tấn công lăn ra đằng sau Nam Thiên Cự Thần. Huyết Sắc Chiến Kỳ bị Bắc Minh Hữu Ngư đạp một cước như vậy không tránh khỏi lão đảo lao về phía trước mấy bước, sau khi ổn định thân thể, Huyết Sắc Chiến Kỳ rút kỵ thương ra định xoay người giúp Bắc Minh Hữu Ngư đối phó Nam Thiên Cự Thần, nhưng chưa đợi Huyết Sắc Chiến Kỳ kịp xoay người lại, không khí xung quanh hai người lại vặn vẹo lần nữa, đám người vô ngân tử xuất hiện bao vây xung quanh ba người. Huyết Sắc Chiến Kỳ nhìn thấy thế, trong lòng không nhịn được giật thót. Một nam thiên cự thần, Huyết Sắc Chiến Kỳ chưa chắc đã đánh thắng được lúc này 15 người hội thứ vương đều đã tập hợp đông đủ. Bắc Minh Hữu Ngư có lợi hại hơn nữa cũng chẳng phải là vương vũ, đối phó với một hai người còn tạm được, đối phó mười mấy cao thủ cùng cấp bậc, nói nghiêm túc thì vẫn có chút khó khăn. Đúng lúc này, giọng nói của Bắc Minh Hữu Ngư vang lên bên tai huyết sắc chiến kỳ, đừng quay đầu, mau mau chạy về phía thành chủ, đừng để ý đến ta. Trong tình huống này, đương nhiên giữ mạng quan trọng hơn rồi, chết hai người không bằng chết một người. Quyết sắc chiến kỳ nghe thấy mệnh lệnh của Bắc Minh Hữu Ngư, lúc này cúi đầu không người, một chiêu xung phong không hề quay đầu lại chạy về phía phủ thành chủ. Thiết lập chiêu xung phong của kỳ sĩ rất mạnh, thích khách đương nhiên không thể ngăn cản được, mấy người vô ngân tử cũng chỉ đành chia người ra chạy về phía phủ thành chủ theo huyết sắc chiến kỳ. Mấy người hội thứ vương còn lại, thì xoay người bao vây chặt chẽ lấy Bắc Minh Hữu Ngư. Nam Thiên cự thần ý vào người đông thế mạnh, lôi hai con dao găm ra xong về bên cạnh Bắc Minh Hữu Ngư lần nữa, giơ tay lên đâm xuống. Bắc Minh Hữu Ngư hơi lùi về phía sau, phất tay đỡ Nam Thiên Cự Thần hất sang bên cạnh. Bắc Minh Hữu Ngư thế nhưng là cao thủ có danh xưng vua lính đánh thuê, mặc dù là nhân tài mới xuất hiện trong toàn chân giáo. Nhưng thực lực cũng không thua gì mấy con già trong toàn chân giáo, thậm chí nếu so với ký ngạo hay bao tam thì còn nhỉnh hơn một chút đã thấy dao găm của Bắc Minh Hữu Ngư bố cục có trình độ tiến lùi đâu ra đấy, Nam Thiên Cự Thần cầm hai con dao găm luồn lên nhảy xuống thay phiên tấn công, chiêu thức hoa hòe hoa sói nhưng đều bị Bắc Minh Hữu Ngư chống đỡ được hết. Hả? Thấy bản lĩnh Bắc Minh Hữu Ngư dũng mãnh như vậy, hoàn toàn chèn ép vượt xa Nam Thiên Cự Thần, vô ngân tử không nhìn được sững sờ, sau khi cô ta nhìn thấy huy hiệu cá âm dương ở ngực Bắc Minh Hữu Ngư, không nhìn được hỏi, người chính là danh kiếm đạo tuyết sao? Bắc Minh Hữu Ngư hoàn toàn là gương mặt mới. Người chơi thích khách của Toàn Chân Giáo, Vô Ngân Tử chỉ nhớ rõ một người là danh kiếm Đạo Tuyết, nhưng mà thằng ranh kia thực lực rất bình thường mà, tại sao lại mạnh đến mức này, chẳng lẽ người chơi thực lực thấp nhất Toàn Chân Giáo đều có trình độ này hay sao? Không phải? Bắc Minh Hữu Ngư nghe thấy vậy, hờ hững đáp lại hai tiếng. Tuy nói rằng danh tiếng của thích khách càng ít người biết càng tốt, nhưng bị người ta nhận nhầm thành người khác trong lòng bắc minh hữu ngư cũng không thoải mái cho lắm mà vô ngân tử lại kinh ngạc nói một tên không có tiếng tâm gì toàn chân giáo lại cũng có thể lợi hại như vậy sao đéo đỡ được bắc minh hữu ngư không cam lòng chút nào tại sao hắn ta lại biến thành không có tiếng tâm gì rồi còn không đợi bắc minh hữu ngư tự giới thiệu vô ngân tử ngay sau đó đã ra lệnh cho thuộc hạ đây chỉ là tên không có tiếng tâm gì trong toàn chân giáo đừng lãng phí thời gian với hắn ta nhanh chóng xử lý hắn ta đi. Những người chơi khác của hội thứ vương nhận được mệnh lệnh, lập tức dơ dao sông lên, từ bốn phương tám hướng tấn công về phía Bắc Minh Hữu Ngư. Bắc Minh Hữu Ngư thấy thế, đã nằm thiên cự thần đang dây dưa với mình một cái làm hắn ta bay ra ngoài, đầu chút xuống đất lao thẳng xuống đất. Trong khi người của hội thứ vương còn đang kinh ngạc. Bắc Minh Hữu Ngư đã chui vào lòng đất biến mất không còn bóng dáng, mà cách đó không xa huyết sắc chiến kỳ cũng đã bị người của hội thứ vương bao vây ở cửa phủ thành chủ. Chương 1392, người phụ nữ không đơn giản. Chạy vào phủ thành chủ. Ngay khi huyết sắc chiến kỳ còn đang lúng cuốn tay chân, đột nhiên, huyết sắc chiến kỳ lại nhận được một tin nhắn của vô kỵ. Dưới tình huống này, khao khát sinh tồn của huyết sắc chiến kỳ vẫn rất mãnh liệt, hoàn toàn không lo lắng quá nhiều, bất chấp tất cả, dựa vào luồng sức mạnh cuối cùng cứng rắn phóng vào phủ thành chủ. Nói cũng không sai, thiết lập của nghề nghiệp thích khách quá thấp, giết chết huyết sắc chiến kỳ cũng không khó, nhưng muốn ngăn cản một tuyển thủ hệ sức mạnh thì thật sự khó mà làm được. Có điều loại con mồi như huyết sắc chiến kỳ là để dành cho vô ngân tự giải quyết, bây giờ mấy người vô ngân tử từ cách đó không xa lập tức lao tới cửa phủ thành chủ người chơi hội thứ vương đương nhiên không dám tự mình ra tay giết chết huyết sắc chiến kỳ rơi vào đường cùng đành phải xông vào phủ thành chủ theo huyết sắc chiến kỳ lão nhị cứu người người chơi hội thứ vương chân trước vừa mới bao vây huyết sắc chiến kỳ bước vào phủ thành chủ đột nhiên một giọng nói vang lên bên tai mọi người nhìn về phía giọng nói đã thấy cửa lớn phủ thành chủ bị người đóng lại từ bên trong mà vô kỵ lại đứng phía sau cửa phủ thành chủ nhìn về phía đám người. Người chơi hội thứ vương nhìn thấy vô kỵ, trong lòng đột nhiên kinh hãi, giống như đã phát hiện ra chuyện gì lập tức quay đầu định chạy ra ngoài. Nhưng mà tất cả đều đã muộn mất rồi. Vô kỵ vừa dứt mệnh lệnh, doãn lão nhị dơ tắm khiên từ đằng sau một bên cửa khác vọt ra, vọt đến bên cạnh huyết sắc chiến kỳ, sau đó dơ ngón giữa lên, hét lớn một tiếng đám khốn kiếp kia, thi triển trào phúng tập thể đám thích khách của hội thứ vương, thậm chí ngay cả huyết sắc chiến kỳ cũng không tự chủ được bị Doãn Lão Nhị kéo đến bên cạnh. Doãn Lão Nhị cười hì hì, hai chiếc cánh sau lưng dương ra nhảy ra ngoài phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ không cho phép đánh nhau. Đúng lúc này, lính canh tuần tra trong viện nhìn thấy tình hình bên này, đều rối rít xông đến. Bạn học lính canh vô cùng mạnh mẽ không sai, nhưng không có mệnh lệnh của thành chủ, những tên ngốc này vẫn hiền như bụt vậy, trừ khi là người chơi vô cùng hung ác giết người như ngoé nếu không những lính canh này về cơ bản đều chỉ cần chạm vào là sẽ ngừng không tổn thương tính mạng người ta cho dù là người chơi dương oai dẻo võ trong phủ thành chủ miễn là không gây ra tai nạn chết người đám lính canh cũng gần như chỉ khống chế thôi chứ không ra tay giết người dù sao luyện cấp quá khó khăn nếu vì nhổ nước bọt linh tinh và phóng uế bừa bãi mà bị lính canh làm thịt thì game này còn chơi làm sao được nữa dưới thực lực hoàn toàn áp đảo, nghề nghiệp nào có bị ổi hơn nữa thì cũng chẳng còn chỗ dung thân, đám lính canh nhanh và gọn ấn chặt toàn bộ những người chơi bị Doãn Lão Nhị trào phúng xuống đất. Vì Doãn Lão Nhị đã bay ra khỏi phủ thành chủ từ trước rồi nên tránh thoát được tấn công của lính canh. Bên này người chơi hội thứ vương vừa mới bị đè lại, vô ngân tử và mấy người chơi hội thứ vương khác cũng theo đó xông vào. Xuân Huynh Đóng cửa thấy tất cả người chơi của hội thứ vương đều đã vào phủ thành chủ vô kỵ cười hì hì ra lệnh cho xuân tường đóng cửa sau đó vung pháp trượng lên chụp lên đầu huyết sắc chiến kỳ một chiêu vô địch xuân tường đã mai phục trên đầu tường từ lâu đã sớm sử dụng pháp trượng thi triển kết giới hắc ám đối với mặt đất nơi đó trước khi vô kỵ ra lệnh dưới chân những người chơi hội thứ vương bước vào sau đã xuất hiện một vòng tròn màu đen khi đám người còn chưa kịp phản ứng lại xem tại sao lại thế ngay sau đó kết giới hắc ám trên mặt đất đã dâng lên Vô Ngân Tử là người tập võ, tốc độ phản ứng cũng vô cùng nhanh nhẹn, ngay một khắc khi Vô Kỵ ra lệnh cho Xuân Tường, Vô Ngân Tử đã nhận ra không thích hợp, lúc này nhảy về phía sau, nhảy ra khỏi phạm vi của kết giới hắc ám. Mà Nam Thiên Cử Thần lại không có được tài nghệ như Vô Ngân Tử, trực tiếp bị Xuân Tường khống chế ngay tại chỗ. Trong phủ thành chủ, cấm không đánh nhau. Sau khi khống chế mọi người, Xuân Tường cũng nhảy ra khỏi phủ thành chủ, đám lính canh lại hét lớn một tiếng kêu gọi nhau xong lên đạp nát kết giới hắc ám của Xuân Tường, bắt hết tất cả người chơi hội thứ vương bên trong kết giới ấn chặt xuống mặt đất. Lúc này, huyết sắc chiến kỳ cuối cùng cũng hiểu được tại sao vô kỵ lại muốn mình dẫn người của hội thứ vương đến phủ thành chủ. Mục đích quan trọng bây giờ của toàn chân giáo chính là con dấu trên người của hội thứ vương, nhưng đám người hội thứ vương kia đều là thích khách đến không bóng dáng, đi không dấu vết miễn là bọn chúng muốn chạy thì cho dù có là vương vũ muốn bắt bọn chúng cũng khó khăn. Về phần giết những người này để con dấu rơi ra, lại càng là chuyện nói mơ giữa ban ngày, ngay cả bóng người cũng không sờ đến được, còn giết cái lông gì, huống chi thứ đồ chơi như con dấu này lại thuộc về thứ đồ vật quý giá. Tỷ lệ rơi thấp đến đáng thương, cho dù có bản lĩnh 6 lần tha 7 lần bắt như gia cát lượng, có lẽ cũng không thể làm con dấu rơi ra được. Nếu muốn bắt được đám người kia, vẫn phải dựa vào đám sinh vật nghịch thiên như lính canh này thôi Trước thực lực tuyệt đối Tất cả mọi âm mưu đều biến thành vô ích Nhìn thấy toàn bộ thuộc hạ của mình đều bị bắt sống Vô ngân tự nhướng mày Xoay người chạy ra ngoài phủ thành chủ Nhìn thấy vẫn còn có cá lọc lưới Lúc này vô kỵ lập tức hạ lệnh Một người cũng không tha Vô kỵ vừa dứt lời Ba người bao tam ký ngạo và danh kiếm đạo tuyết vương người nhảy vọt ra Doãn lão nhị và Xuân Tường sau khi nhảy ra khỏi phủ thành chủ cũng đã theo sát phía sau. Trong mấy người, tốc độ của danh kiếm đạo tuyết nhanh nhất. Thi triển tật hành mang theo một dãy ảo ảnh vọt đến bên cạnh vô ngân tử, giờ dao đâm sang. Đồng thời Xuân Tường cũng ném ra một luồng khói độc về phía vô ngân tử. Ai ngờ vô ngân tử đối mặt với sự bao vây tấn công của mấy người toàn chân giáo nhưng không hề sợ hãi chút nào, chỉ thấy cô ta đứng yên tại chỗ nghiêng người sang trái, tạo thành một góc 60 độ với nền nhà, đồng thời hai chân lên tục đạp lên, ngay trước mắt bao người toàn chân giáo. Thân thể vô ngân tử dựa vào thân pháp quỷ dị di chuyển về phía bên trái mấy mét, tránh thoát tấn công của Xuân Tường và danh kiếm đạo tuyết. Mẹ nó! Đây là tình huống gì vậy hả? Lăng ba vi bộ chắc. Chiêu thức né tránh này của vô ngân tử hoàn toàn dọa cho tất cả mọi người toàn chân giáo sợ hãi. Đám người toàn chân giáo cũng không phải kẻ nhà quê, xét về né tránh vương vũ cũng chẳng thua gì vô ngân tử nhưng vương vũ lại biến thái tránh né tấn công chẳng qua chỉ lăng mình di chuyển xung quanh người bình thường thân thể đầy đủ chức năng đều có thể làm được nhưng loại thân pháp kỳ dị sử dụng ngay tại chỗ như vô ngân tử quả thật vượt ra tầm nhận thức của mọi người mẹ nó cái này không khoa học hừ né tránh được tấn công của danh kiếm đạo tuyết vô ngân tử xoay người hừ lạnh một tiếng khinh thường nói chỉ dựa vào đám hỗn tạp các ngươi mà cũng đòi bắt được ta sao? Nói nhảm ít thôi. Xem nắm đấm đây. Vô ngân tử vừa dứt lời, ký ngạo thi triển băng quyền sông đến trước mặt vô ngân tử. Ánh mắt vô ngân tử căng thẳng, thân thể từ phía sau duỗi hai chân ra liên tục đạp về phía trước, di chuyển về phía sau mấy mét tránh né băng quyền của ký ngạo. Một quyền của ký ngạo đánh hụt, mất đà lao xuống đất. Còn chưa đứng vững tay phải của vô ngân tử đã nhấc lên, dao găm trong tay mang theo một sợi dây thừng bay ra cắm lên cổ ký ngạo. 44, 444 tổn thương cực lớn bay lên. Lượng máu của ký ngạo đột ngột hạ xuống hơn một nửa. Ngay sau đó tay phải của vô ngân tử lại đột nhiên giật ngược dây thừng ra đằng sau, rút lại dao găm trên cổ ký ngạo. 33, 333 lại một con số tổn thương bay lên, ký ngạo trực tiếp bị đánh thành còn một tí máu. Mẹ kiếp, chịu đòn tốt đấy nhỉ. Vô ngân tử nhướng mày, dao găm lại bay về phía ký ngạo. Nói thì chậm mà xảy ra lại rất nhanh, tấm khiên của doãn lão nhị che chắn trước người ký ngạo. Ken Một tiếng vang nhỏ vang lên, dao găm của vô ngân tử bị bắn ra. Đoàn Cùng lúc đó, một luồng sấm sét từ trên trời giáng xuống đánh thẳng vào vô ngân tử. Chương 1393, bó tay chẳng còn cách nào. Ngay khi vô ngân tử sắp bị sấm sét của Minh Đô giáng trúng, vô ngân tử lại dở trò cũ, thân thể nghiêng đi dưới chân đạp một bước, lại di chuyển ngang về phía trước mấy mét. Rầm. Thuộc bạo lôi nền xuống mặt đất, tạo thành một cái hố trên nền đất, vô ngân tử lại vẫn không mất một cọng lông nào như trước. Đệt. Mấy người toàn chân giáo lại trợn mắt khá hốc mồm thêm lần nữa. Mà pháp hệ sắm xét từ trước đến nay vẫn luôn được xưng tụng là ra tay nhanh chóng, năng lực phán đoán của Minh Đô cũng vô cùng khủng bố, mặc dù là cao thủ chuyên nghiệp nếu bị Minh Đô đánh lén như vậy có lẽ cũng sẽ phải tan thành mây khói. Thế mà người phụ nữ này lại dễ dàng tránh né được, sao có thể như vậy được? Hết cách rồi, từ những loại chuyện này mà nói, so với những người bình thường, người tập võ hoàn toàn có thể coi là tầng lớp chuyên nghiệp được rồi dù sao bất kể là năng lực phản ứng hay là kỹ xảo cận chiến người tập võ đều đã từng chịu huấn luyện nghiêm ngặt mạnh hơn người chơi bình thường cũng là chuyện hợp tình hợp lý cái này về cơ bản hoàn toàn thuộc về bản năng chiến đấu vô ngân tử được dạy dỗ từ vô ảnh phái học được chính là khinh công và thân pháp dùng thuật ngữ game mà nói thì cô nàng này chính là chuyên gia có sở trường đặc biệt về viết né tránh hơn nữa kỹ năng chiến đấu mạnh mẽ của thích khách lại bù đắp cho thủ đoạn cận chiến còn thiếu sót của bản thân game và võ công của bản thân kết hợp lại sinh ra phản ứng hóa học mãnh liệt lúc này mới tạo ra được một cao thủ khiến mấy người toàn chân giáo đều không làm sao được đương nhiên rồi về thân pháp thì dương na cũng không hề yếu hơn vô ngân tử nếu lúc này có dương na ở đây thì cho dù không bắt được vô ngân tử cô ta cũng không thể đi lại như chỗ không người như vậy ngay khi mấy người toàn chân giáo còn đang kinh hãi trước thuộc tính né tránh của vô ngân tử tay phải của vô ngân tử chết về phía trước dao găm trong tay lại bay ra, mang theo sợi dây thừng bay thẳng về phía Minh Đô. Minh Đô nhìn thấy thế thì giật nảy người, cuống quyết thi triển thuấn gian di động thiểm hiện né tránh dao găm của vô ngân tử, ai ngờ tay trái của vô ngân tử lại kéo tay phải một nhát, dao găm giữa không trung sẽ qua một đường vòng cung vòng qua doãn lão nhị bay đến trước mặt ký ngạo. Khi ký ngạo kịp thời phản ứng lại được, dao găm đã bay đến trước mặt, cho dù có muốn tránh né nhưng đương nhiên cũng không còn kịp nữa rồi một tiếng vang trầm đục dây trừng vòng qua cổ kiến ngạo một vòng dao găm cắm phập vào cổ họng của kiến ngạo kiến ngạo trên cũng không kịp trên một tiếng đã biến thành một vệt sáng trắng đậu má thấy vô ngân tử ngông cùng như vậy bao tam bên cạnh vô ngân tử nhất thời nổi giận không đợi vô ngân tử kịp kéo lại dao găm quay về đưa tay chọc một cái bắt được dao găm của vô ngân tử sau đó đột ngột kéo một nhát kéo giật dây thừng về phía mình so sánh về sức khỏe Vô Ngân Tử tự biết cô ta không phải là đối thủ của Bao Tam, Bao Tam vừa kéo, Vô Ngân Tử đã thừa cơ nhảy lên, trực tiếp bay thẳng lên trời, từ giữa không trung vạch ra một đường vòng cung bay về phía mấy người toàn chân giáo. Bây giờ phần lớn người chơi đều không có năng lực chiến đấu giữa không trung. Một khi ngừng lại giữa không trung thì sẽ đầy sơ hở. Nhìn thấy Vô Ngân Tử bay đến, trong lòng Doãn lão nhị vui vẻ, giờ tắm khiên lên nín thở tập trung tinh thần nhắm thẳng vào Vô Ngân Tử bắt đầu tập trung sức mạnh, chuẩn bị khi vô ngân tử rơi vào phạm vi tấn công của hắn ta thì sẽ dùng một chiêu thuận kích đánh ngất cô ta. Nhưng mà khi kỹ năng của Doãn Lão Nhị vừa đánh ra, vô ngân tử giữa không trung đã kiển mũi chân nhúng một cái, thân hình đột nhiên nâng cao hơn, lướt qua đỉnh đầu Doãn Lão Nhị tránh được thuận kích của Doãn Lão Nhị. Là kỹ năng hiếm có của thích khách, nhị đoạn khiêu. Vô ngân tử đi theo mô tiếp né tránh. Biết được kỹ năng này rõ ràng cũng rất hợp tình hợp lý. Ôi chao! Một chiêu của doãn lão nhị thất bại, không nhìn được hơi lão đảo về phía trước một chút. Âm! Mà vô ngân tử lại đạp một cước lên lưng doãn lão nhị, mượn lực bay về phía bao tam đằng sau lưng doãn lão nhị. Bao tam nhìn thấy thế một tay rút kiếm định chém về phía vô ngân tử, thế nhưng động tác của chiến sĩ lại quá mức chậm chạp nếu đem ra so sánh với thích khách, đại kiếm của bao tam còn chưa dưng lên, ngón tay trên tay trái của vô ngân tử đã ra tay sau nhưng trúng đích trước cắm thẳng về phía hai mắt của bao tam. Trong lòng bao tam sợ hãi, phản xạ có điều kiện buông dao găm trong tay, vội vàng bảo vệ đôi mắt. Hư! Vô ngân tử cười lạnh một tiếng, tay phải vươn ra thu lại dao găm, tay trái vươn ra tác lên mặt bao tam mấy cái. Bóp bóp! Âm thanh cực kỳ trong trẻo, tuy chỉ tổn thương có mười mấy điểm nhưng lại đánh cho bao tam mặt đỏ tí tai ở lại mau. Lúc này, pháp trượng của Xuân Tường đập xuống đất, một mảnh cây mây và dây leo từ dưới chân vô ngân tử vươn ra, vặn vẹo cuốn lên mắt cá chân của vô ngân tử, vô ngân tử không hoang mang chút nào thi triển tật hành chạy lấy đà hai bước thả người nhảy lê. Ngay sau đó hai chân nhúng giữa không trung lại thi triển ra nhị đoạn khiêu một lần nữa, nhảy bay ra khỏi phạm vi khống chế của Xuân Tường, rơi xuống dưới chân tường. Vô ngân tử còn chưa đứng vững thân hình, đột nhiên dưới chân vươn ra một đôi tay bắt được mắt cá chân của vô ngân tử. Vô ngân tử chợt cảm thấy dưới chân trầm xuống, không nhìn được nhướng mày, tay phải nắm lấy dao găm vung lên trên, một đầu khác của dây thường mang theo một móng vuốt bay thẳng lên trên tường. Lạch cạch. Móng vuốt cắm thẳng vào tường, đồng thời hai tay vô ngân tử nắm lấy dây thừng cố gắng lôi kéo, thân thể lên đến giữa không trung. Bắc Minh Hữu Ngư đang ôm chặt mắt cá chân vô ngân tử cũng bị cứng rắn kéo lên. Hai chân Vô Ngân Tử đột nhiên duỗi về phía trước, dạng ra khép lại, kẹp chặt cổ của Bắc Minh Hữu Ngư, công người hất một nhát, Bắc Minh Hữu Ngư bị hất rơi xuống mặt đất. Cũng may Bắc Minh Hữu Ngư cũng rất nhanh nhẹn, hai tay đẩy xuống đất lộn một vòng quay về trong trận hình, lúc này mới trốn được ra khỏi phạm vi tấn công của Vô Ngân Tử. Hít. Thấy bản lĩnh của Vô Ngân Tử nhanh nhẹn như vậy, mấy người toàn chân giáo không nhịn được hít vào một hơi đám người toàn chân giáo kia cũng đều là kẻ hung dữ. Chuyện lấy ít đánh nhiều cũng thường xuyên xảy ra như cơm bữa, hôm nay đông người bao vây tấn công một cô gái như vậy, không những ngay cả góc áo người ta còn không chạm được, mẹ nó còn chết mất một người, đây tuyệt đối là thành tích chiến đấu chưa từng có từ xưa đến nay. Mấy người toàn chân giáo vô cùng sợ hãi trước thực lực của vô ngân tử, đồng thời vô ngân tử bên này cũng không nhẹ nhàng gì. Là một người tập võ chuyên tập luyện khinh công, những thứ khác không dám nói, nhưng thân pháp chính là thứ mà vô ngân tử vô cùng kiêu ngạo, đừng nói vẻn vẻn mấy người này, cho dù là nghìn vạn quân mã. Vô ngân tử cũng tự tin rằng cô ta có thể đi lại tự do được. Nhưng lúc này mới giao đấu được mấy hiệp mà đã cực kỳ nguy hiểm, vừa nãy suýt nữa bị người ta chiếm mất vũ khí không nói, còn suýt nữa bị một tên không có tên tuổi gì khống chế ngay tại chỗ, quả thật khiến vô ngân tử sợ hãi đến mức mồ hôi lạnh đầm đìa, chiến đấu nguy hiểm như vậy, đây là lần đầu tiên vô ngân tử trải qua từ khi chơi game đến nay hư hư các ngươi cũng rất lợi hại đấy sau khi đứng vững thân hình vô ngân tử khen ngợi từ tận đáy lòng có điều lời khen ngợi này từ trong miệng vô ngân tử nói ra mấy người toàn chân giáo lại cảm thấy cô ta đang giễu cợt mình một đám đỏ mặt không biết nên trả lời như thế nào có thể ép một đám không biết xấu hổ là gì như toàn chân giáo đến mức không nói năng được gì Vô Ngân Tử cũng coi như là xưa nay chưa từng có. Khụ khụ. Dù sao da mặt Xuân Tường cũng vẫn dày hơn một chút. Hắn giọng một tiếng nói, cái đó, lão đại Vô Ngân Tử này, thuộc hạ của ngươi đều đã bị chúng ta bắt được cả rồi, chỉ cần ngươi giao con dấu ra đây, ngươi và thuộc hạ của ngươi có thể an toàn rời khỏi đây. Nếu không, xì. Xuân Tường còn chưa nói hết câu, Vô Ngân Tử đã xì một tiếng khinh miệt nói, thật sự là không biết xấu hổ chỉ dựa vào đám rác rưởi toàn chân giáo các ngươi mà cũng muốn bắt được bà đây sao? Thành Dư Huy còn không phải nơi bà đây muốn đến thì đến muốn đi thì đi hay sao? Vậy sao? Vô Ngân Tử vừa dứt lời, một giọng nói từ bên trên vang lên, nếu như vậy thật, một thành chủ như ta đây chẳng phải quá mất mặt hay sao? Chương 1394, Ngươi chạy, ta đuổi, đuổi được rồi thì sẽ lão ngưu nghe thấy giọng nói này trong lòng mấy người toàn chân giáo vui mừng đến phát hoảng vội vàng ngẩng đầu đã thấy vương vũ vương người từ trên nóc nhà nhảy xuống vững vàng hạ xuống trước mặt mọi người nhìn thấy vương vũ trong lòng vô ngân tử đột nhiên kinh hãi vô ngân tử cũng đã từng được chứng kiến bản lĩnh của vương vũ rồi trước đây trong quán rượu tất cả mọi người của hội thứ vương cùng sông lên đều không thể làm gì được vương vũ có thể thấy được thực lực của vương vũ vô ngân tử còn xa mới là đối thủ được huống chi bên cạnh vương vũ còn có một đám trợ thủ vừa đẩy vô ngân tử vào bước đường cùng đương nhiên rồi vô ngân tử cũng đã từng quen biết vương vũ biết rõ nhược điểm của vương vũ là gì cho nên sắc mặt chỉ hơi thay đổi sau đó vẻ mặt cười cười nhướng mày trêu chọc vương vũ nói ôi chao ta còn tưởng là ai cơ hóa ra là chồng ta đã đến rồi đấy à chồng á nghe thấy lời nói của vô ngân tử đám người toàn chân giáo trừng to mắt nhìn đồng loạt quay sang nhìn vương vũ trên mặt tràn đầy kinh hãi vô cùng ngạc nhiên thậm chí còn mang theo chút khâm phục mẹ kiếp toàn chân giáo đương nhiên cũng đã từng nghe thấy lời đồn đãi nhà họ vương tuyển rất nhiều vợ chưa cưới này nhưng mà tuyệt đối không thể ngờ đến được cô gái này cũng là một trong số đó tổ sư mọi người nhìn vương vũ lại nhìn sang vô ngân tử ngực nở mông công đều cực kỳ hâm mộ vô cùng loại chuyện ép gã tốt đẹp như thế này tại sao lại không rơi xuống đầu mình chứ có điều cho dù thật sự rơi xuống đầu mình có lẽ mình cũng không nuốt trôi được đâu phải biết đoàn đội vợ chưa cưới của vương vũ có khả năng phá hoại cao hơn bốt rất nhiều dương na đó băng thanh ngọc kiệt nhé hơn nữa còn có con nhóc đứng trước mặt này nữa ba người cũng đủ để toàn chân giáo cả đoàn bị diệt cái rắm ấy quả nhiên nhìn thấy mấy người toàn chân giáo có phản ứng như vậy Vương Vũ trực tiếp nóng nảy, hoảng hốt vội vàng lúng cuốn tay chân kêu to, đừng nghe cô ta nói linh tinh, ta căn bản không hề quen biết cô ta. Cơm có thể ăn bừa nhưng tuyệt đối không thể nói nhăn nói cuội được đâu nhé, nhỡ lời nói như vậy mà bị mục tử tiên nghe thấy, còn không phải sẽ gây ra tai nạn chết người hay sao? Thật không đấy? Tại sao cô ta không gọi ta là chồng nhỉ? Mọi người gãi gãi cầm như đang suy nghĩ, vẻ mặt nghi ngờ, khiến vương vũ khóc không ra nước mắt một đám ngu ngốc thấy mấy người toàn chân giáo quả thật quay ra nhắm vào vương vũ vô ngân tử cười lạnh một tiếng thi triển tìm hành xoay người định bỏ chạy nhưng vô ngân tử còn chưa chạy được hai bước đột nhiên ngay đằng trước xuất hiện một bức tường bằng đất chặn đường đi của vô ngân tử ngay sau đó một luồng phấn vôi màu trắng từ trên trời giáng xuống rơi xuống người vô ngân tử thân hình vô ngân tử lại xuất hiện lần nữa lúc này đã nghe thấy minh đô thản nhiên nói Ngươi định làm gì thế hả? Đã cho ngươi đi chưa? Hành động này của Minh Đô cũng hấp dẫn tất cả lực chú ý của mọi người từ phía Vương Vũ chuyển sang Vô Ngân Tử, đám người đen mặt bao vây chặt chẽ Vô Ngân Tử. Vô Ngân Tử thấy mánh khóe của mình bị chọc thủng, không nhìn được kinh hãi, lập tức nghĩ ra thêm một kế, khích tướng nói, "Các ngươi một đám đàn ông cao to, lại đi bắt nạt một cô gái, có còn biết xấu hổ không hả?" "Không đâu." "Xấu hổ là cái gì vậy?" mấy người toàn chân giáo trả lời chém đinh chặt sắt. Ta, vô ngân tử nghe thấy vậy suýt nữa phun ra một ngụm máu, trừng mắt nhìn vương vũ nói, ngươi cũng là người tập võ, cũng giống như đám trác rưởi này hay sao? Không thể không nói, vô ngân tử cũng là một người thông minh, mỗi chiêu đều trực tiếp đánh thẳng vào điểm yếu của vương vũ. Người tập võ, kỳ nhất là bắt nạt người già trẻ em, nhà họ vương nói thế nào cũng là nhân vật được mọi người kính trọng trong giới võ công hành động cách làm mặc dù có cổ quái nhưng loại ranh giới cuối cùng này cũng vẫn không dám vượt qua vương vũ không biết xấu hổ chẳng nhẽ nhà họ vương cũng không biết xấu hổ luôn sao tuy vô ngân tử tự biết đánh không thắng được vương vũ nhưng mà cô ta vẫn rất tự tin vào bản lĩnh chạy trối chết của mình dù sao học nghề gì cũng phải có tinh thông một người đánh nhau chuyên nghiệp như vương vũ làm thế nào chạy thắng được một người có khinh công chuyên nghiệp huống hồ về nghề nghiệp võ sư chạy trốn vẫn kém thích khách một bậc miễn là vương vũ và toàn chân giáo không đối phó vô ngân tử cùng một lúc, cô ta vẫn rất tự tin có thể chạy thoát được. Tất cả mọi người toàn chân giáo đều là tay già đời, đương nhiên nhận ra được ý đồ của vô ngân tử, đều nhao nhao kêu lên, lão ngưu, ngươi đừng bị cô ta lừa. Cô ta chạy nhanh lắm đấy, chúng ta phải cùng xông lên mới được. Không cần phiền toái như vậy. Vương Vũ cười tủm tỉm phất tay áo với mấy người toàn chân giáo nói, loại chuyện nhỏ nhặt này chỉ cần một mình ta xông lên là được lão lý tránh đường đi cái này cũng được thôi minh đô không bằng lòng liếc nhìn vương vũ một cái thuận tay bỏ đi tường đất tường đất biến mất con đường lại xuất hiện trước mặt vô ngân tử vương vũ đưa tay chỉ ra đằng trước lạnh nhạt nói với vô ngân tử miễn là ngươi có thể chạy trốn khỏi tay ta ta sẽ từ bỏ con dấu hơn nữa còn mở cửa thành tiễn các ngươi đi nếu ngươi không chạy thoát được hãy trả con dấu lại cho ta ta không đánh nhau với phụ nữ ha ha vô ngân tử híp mắt cười nói đây chính là ngươi nói đấy nhé tạm biệt vừa nói vô ngân tử lập tức xoay người bỏ chạy vô ngân tử thế nhưng xuất thân từ người luyện khinh công mặc dù ở trong game cũng thêm hết điểm vào phần nhanh nhẹn sau khi thi triển tật hành thì dốc hết sức lực chạy đi sau lưng còn mang theo một luồng ảo ảnh một mình nhanh chóng rời đi trong nháy mắt đã đi tới gần ngã trẻ. Nhìn thấy ngã trẻ, vô ngân tử mừng rỡ trong lòng. Thích khách là nghề nghiệp biết ẩn thân, chạy đương nhiên phải nhìn chầm chầm, nếu không chỉ cần liếc mắt ra chỗ khác một chút là hoàn toàn mất đi mục tiêu, ngã trẻ này quanh coi như vậy, chính là cộng sự che chắn tốt nhất. Ngay khi vô ngân tử sắp trẻ vào ngã trẻ, đột nhiên vô ngân tử cảm thấy sau lưng chợt lạnh. Ngay sau đó, một bàn tay lớn từ đằng sau vồ đến. Đệt! sao có thể như thế được? Cảm thấy tấn công đến từ sau lưng, trong lòng vô ngân tử không nhìn được kinh ngạc giật nảy người, thân hình nghiêng sang bên trái, hai chân liên tục đạp xuống mặt đất, lúc này thân thể lấy góc độ lạ lùng rẽ sang bên trái. Xoẹt! Cùng lúc đó, một bóng người khôi ngô từ phía sau vô ngân tử lướt lên. Vô ngân tử liếc mắt nhìn rõ dáng vẻ của bóng người kia, nhất thời kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp người vô ngân tử là thích khách thêm hết điểm vào hệ nhanh nhẹn sau khi thi triển tật hành thì tốc độ của vô ngân tử nhanh đến mức nào cũng có thể hiểu được trong tình hình bản thân cô ta đã chạy trước mà trong vòng mấy giây lại bị võ sư phi thân đuổi theo tốc độ của võ sư này khủng bố đến mức độ nào chứ không ngờ rằng dù vương vũ không phải thêm hết điểm vào nhanh nhẹn nhưng cũng thêm không ít điểm vào phương diện này hơn nữa vương vũ còn có khinh công tăng cường đây là kỹ năng chạy trốn chuyên dụng của võ sư được hệ thống công nhận cung thủ thêm hết điểm vào nhanh nhẹn sải chân hết cỡ cũng không chạy thoát nổi vương vũ đuổi theo một thích khách thêm hết điểm vào nhanh nhẹn như vô ngân tử đương nhiên không đáng kể gì may mà kỹ xảo khinh công của vô ngân tử cực kỳ cao siêu trong khi di chuyển với tốc độ cao vẫn còn có thể đột nhiên thay đổi được nếu không phải vương vũ ở dưới tác dụng quán tính không chịu phanh lại e rằng vô ngân tử một hiệp đã bị vương vũ đè chặt xuống đất rồi tránh thoát tấn công của vương vũ vô ngân tử không dám dừng lại một giây phút nào, xoay người lại chạy như điên cuồng, nhưng mà cô ta còn chưa chạy đi được mấy bước, đột nhiên trước mặt tối sầm, vương vũ lướt qua đỉnh đầu vô ngân tử, rơi xuống trước người vô ngân tử, ép buộc chặn đứng cô ta lại. Sao hả? Ta đuổi kịp ngươi rồi, có thể trả con dấu lại cho ta chứ? Vương vũ vương tay hỏi. Đuổi kịp ta thì có ích lợi gì? Vô ngân tử chơi xấu nói, có thể bắt được ta mới tính. Trong lúc đang nói chuyện, vô ngân tử nhấc tay lên, dao găm bay về phía mặt vương vũ. Chương 1395, vô ngân tử ngu xuẩn mất khôn. Hi! Đồ chơi này của ngươi cũng không tệ nhỉ. Nhìn thấy dao găm trong tay vô ngân tử, hai mắt vương vũ tỏa sáng, thuận tay vung lên nắm chặt dao găm của vô ngân tử trong tay. A, à, dao găm bị người ta bắt được, vô ngân tử không nhịn được chấn động trong lòng. Đừng thấy con dao găm quái dị này của vô ngân tử vẻ ngoài xấu xí, đây chính là một trang bị ám kim cực phẩm, có gia tăng tốc độ đường đạn, còn nhanh hơn cả mũi tên trong kỹ năng đánh lén của cung thủ. Sở dĩ vừa nãy bị bao tam bắt được là vì ở khoảng cách xa hơn nữa khi rẽ hướng sẽ khiến tốc độ di chuyển của dao găm giảm mạnh. Lúc này khoảng cách của vô ngân tử cùng lắm cũng chỉ cách vương vũ có ba bước, lại bị vương vũ dễ dàng bắt được, bất kể là tốc độ ra tay hay là năng lực phản ứng, đều khiến vô ngân tử cảm thấy không thể tin tưởng nổi. Tốc độ phản ứng của vô ngân tử cũng không chậm, thấy dao găm bị vương vũ bắt được, tay trái của vô ngân tử lật lên, có một con dao găm xuất hiện trong tay, cùng lúc đó tay phải kéo một sợi dây thừng nháy mắt xong đến trước mặt vương vũ, nâng tay đâm xuống. Vương vũ không hoang mang chút nào, dao găm trong tay dơ lên. Ken một âm thanh nhỏ nhẹ nhàng vang lên vương vũ vừa ngăn chặn tấn công của vô ngân tử đồng thời đẩy cô ta ra xa vô ngân tử là thích khách thêm toàn bộ điểm vào mặt nhanh nhẹn thuộc tính sức mạnh không cao thiết lập tấn công đương nhiên kém hơn vương vũ lần này bị vương vũ hất ra suýt nữa đứng không vững lúc này thân hình vương vũ hơi nghiêng hai chân đạp ngang di chuyển một cách kỳ dị đến một bên khác của vô ngân tử Giao găm trong tay vương vũ thế nhưng còn mang theo dây thừng một đầu khác của dây thừng còn ở trong tay vô ngân tử, vương vũ vọt đến bên cạnh vô ngân tử, dây thừng đương nhiên cũng đi theo, cánh tay vương vũ vung nhẹ, dây thừng trên dao găm vừa vặn chui qua dưới chân đứng không vững của vô ngân tử. Chuẩn xác cuốn lên đùi vô ngân tử. Ngay sau đó, vương vũ đột ngột kéo một cái. Bịch bịch. Vô ngân tử trực tiếp bị kéo ngã xuống đất. Mà vô ngân tử lúc này dường như không hề cảm giác được cô ta đã bị kéo ngã xuống đất, mà chẳng qua chỉ mở to hai mắt, một bàn tay cầm dao găm chỉ vào vương vũ, trên mặt cô ta tràn đầy vẻ hoảng sợ, hoàn toàn không biết phải diễn đạt như thế nào. Một lúc lâu sau, vô ngân tử mới hơi hơi tỉnh táo lại, chỉ vào vương vũ hoảng sợ nói, cái này. Không. Chuyện này không thể nào xảy ra được, làm sao ngươi lại biết đạp tuyết vô ngân được. Không sai, thân pháp mà vương vũ vừa mới sử dụng. Chính là độc môn tuyệt học của Nguyệt Ảnh Phái. Đạp tuyết vô ngân, cũng chính là tuyệt kỹ khinh công mà vô ngân tử vừa mới sử dụng để đùa dẫn mấy người toàn chân giáo trong lòng bàn tay. Học Vương Vũ lạnh nhạt đáp lại một câu, đồng thời hơi vung tay, dây thừng cuốn lên cổ vô ngân tử, buộc cổ và mắt cá chân của vô ngân tử lại với nhau. Vương Vũ cũng không tin, đã buộc đến mức như vậy rồi mà vô ngân tử vẫn còn có thể chạy được. Không thể nào. Lúc này vô ngân tử cũng không để ý đến việc vương Vũ đang trói mình chỉ vào vương vũ lớn tiếng nói nguyệt ảnh phái mỗi thế hệ chỉ truyền cho một đệ tử ta không nhớ có người sư huynh đệ như ngươi ta biết vương vũ đưa tay lên thản nhiên nói đưa móng vuốt cho ta Á! vô ngân tử cúi đầu nhìn nhìn móng vuốt ở một đầu dây thừng khác trong tay mình thành thật đưa cho vương vũ vương vũ rút móng vuốt ra buộc hai đầu sợi dây thành một nút chết sau đó nói ta học từ ngươi thôi nói láo ta còn chẳng quen biết gì ngươi, làm sao có thể dạy ngươi được. Thôi stop đê. Vương Vũ khinh thường nói, loại công phu mèo cào này còn cần ngươi dạy nữa hay sao? Nhìn hai lần là biết thôi. Nhìn hai lần đã học được rồi sao? Vừa nghe thấy Vương Vũ nói như vậy, vô ngân tử nhất thời choáng ván ngay tại chỗ. Đạp tuyết vô ngân thế nhưng là võ công mà vô ngân tử học được từ khi còn nhỏ. Học mười mấy năm khó khăn mới ra trường được bây giờ lại bị vương vũ nhìn hai lần đã học được. Tâm trạng của vô ngân tử lúc này tuyệt đối là khó có bút mực nào tả xiết được, cái này không chỉ đơn giản là tuyệt chiêu bị người ta đánh cắp. Thật giống như chương trình mà ngươi khổ sở tu luyện 10 năm, kết quả người ta vừa nhìn một cái đã thông suốt tất cả. Là một chuyện khiến mọi người vô cùng nghi ngờ cuộc đời này. Vô ngân tử đương nhiên không bằng lòng tin tưởng lời nói của Vương Vũ, nhưng Vương Vũ lại thật sự làm được rồi kìa, hơn nữa không hề dài dòng còn gọn gàng dứt khoát hơn vô ngân tử mặc dù vô ngân tử có không bằng lòng với cách nói của vương vũ hơn chăng nữa nhưng thực tế lại chẳng lừa gạt ai cả thật ra lời này từ miệng vương vũ nói ra thật sự không khoa trương chút nào người tập võ chúng ta một đường võ học đều là trăm sông đổ về một biển bất kể học cái gì cuối cùng vẫn sẽ đi tới một hướng ấy vương vũ chính là tông sư võ học đứng đầu tu vi võ học của bản thân hắn đã đạt đến cảnh giới cực kỳ cao loại thân pháp rườm rà như thất đạp tinh cương vương vũ cũng có thể chỉ nhìn một lần là học được luyện tập một lúc là thành thục nếu học đạp tuyết vô ngân của vô ngân tử đương nhiên cũng là nước chảy thành sông vô cùng thuận lợi vô ngân tử không nên lấy bản thân mình ra so sánh với loại cao thủ cấp tông sư như thế này bản thân cô ta chính là tìm một vật tham chiếu sai lầm rồi ngươi là đồ khốn ngươi là đồ khốn vô ngân tử nghi ngờ cuộc đời dường như đầu óc cũng không được ổn lắm cô ta nằm trên mặt đất vừa lăn vừa đập gào thét cực kỳ giống trẻ con không được người lớn mua đồ chơi và quà vặt trong siêu thị vương vũ đương nhiên sẽ không nuông chiều cô ta đã thấy trong tay hắn lôi ra một sợi dây thừng chân của vô ngân tử đã bị kéo lên đầu vương vũ một tay kéo dây thừng kéo vô ngân tử trên mặt đất đi về phía phủ thành chủ ngay khi đám người chơi lần lượt đăng nhập vì thành dư huy đóng cửa thành nên nhóm người chơi đều nán lại trong thành, đương nhiên trên đường phố chật kín người chơi. Vô ngân tử ít nhiều gì cũng coi như là một cô gái xinh đẹp, người chơi nữ trong game vốn dĩ cũng không quá đông, cô gái dáng người đẹp như vậy thì lại càng ít, nhìn thấy vô ngân tử bị người ta kéo như chó chết đi diễu phố, đám người chơi lòng đầy căm phẫn hận không thể xông lên thay trời hành đạo. Sau khi bọn họ nhìn rõ người đang kéo vô ngân tử là ai thì lập tức bình tĩnh lại thậm chí còn định chủ động kéo giúp vương vũ có điều vương vũ cũng rất uyển chuyển từ chối ý tốt của mọi người hôm sau tin tức ham mê biến thái của thành chủ thành dư huy lan nhanh khắp nơi mỗi người chơi nữ của thành dư huy đều cảm thấy lo lắng rối rít chạy trốn sang những thành chính khác khiến cho người chơi giới tính nữ thành dư huy trôi mất hơn một ngày lịch sử gọi là sự thay đổi biến thái của thành dư huy đương nhiên đây cũng chỉ là mấy câu nói để câu số lượng chữ thôi không nhắc đến cũng không sao vương vũ làm việc tất cả mọi người toàn chân giáo đều vô cùng yên tâm trong phủ thành chủ đám người đã kính cẩn chờ đợi từ lâu khi người chơi hội thứ vương đã bị lính canh bắt giữ nhìn thấy lão đại vô ngân tử của mình giống như một con chó chết bị kéo vào cửa tất cả mọi người đều tuyệt vọng vương vũ thuận tay ném vô ngân tử xuống chân người chơi hội thứ vương sau đó nói với vô ngân tử có chơi có chịu bây giờ ta đã bắt được ngươi rồi có thể trả lại con dấu cho ta chưa Hừ. Vô ngân tử vẻ mặt ngu xuẩn mất không chơi xấu nói, nhưng mà ta là phụ nữ mà, mẹ ngươi không dạy cho ngươi biết không thể tin được lời phụ nữ à. Trong trọng sinh, tỷ lệ rơi của người chơi cũng không cao, đồ vật quý giá lại càng có tỷ lệ rơi thấp đến mức khiến người ta giận sôi, vô ngân tử cũng không tin nếu mình không giao con dấu ra, vương vũ còn có thể ép buộc làm nó rơi ra được. Cùng lắm thì sau khi chết lại tìm một chỗ an toàn để trốn tránh thôi vương vũ ghét nhất là kẻ khác nói không giữ lời thấy vô ngân tử thân là người tập võ nhưng lại không tự giác sắc mặt tối sầm lại ngươi cho rằng ngươi không trả lại cho ta thì ta thật sự không có cách nào đúng không thì sao ngươi còn có thể lục soát trên người ta nữa sao vô ngân tử bộ dạng lưu manh hỏi lại thảo nào nói người học khinh công không được mọi người coi trọng quả nhiên phẩm chất quá hèn hạ